Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Trương 1996, Hiểm Nghi 2. Trương Dương nói, cái này không chứng minh được gì cả, đội trưởng Nhâm, tôi rất thưởng thức tinh thần phá án cẩn thận tỉ mỉ của anh, nhưng tôi không có bất kỳ liên quan gì tới vụ bắt cóc này cả, anh gọi Văn Hạo Nam tới đi, tôi sẽ giải thích trực tiếp với hắn. Nhâm chính Hạo sửa sang lại văn kiện một chút, bí thư Trương, có chuyện tôi phải nói rõ với anh, trước khi chuyện này được sáng tỏ, chúng tôi chuẩn bị tạm thời giữ anh lại ở đây làm khách tùy thời phối hợp điều tra với chúng tôi trương dương nói anh chuẩn bị khấu lưu tôi à nhâm chính hạo cười nói nếu anh cho rằng như vậy thì tôi cũng không phản đối trương dương nói như thế này đi tôi sẽ để lại phương thức liên lạc cho các anh khi các anh cần tìm hiểu tình huống thì cứ tùy thời tìm tôi nhâm chính hạo lắc đầu nói bí thư trương chúng tôi đã có phương thức liên hệ với anh rồi tôi mong anh có thể phối hợp công tác với chúng tôi Trương đại quan nhân thở dài bất lực được, tôi cũng không làm khó các anh, tôi chỉ có một yêu cầu, cho tôi một căn phòng yên tĩnh, tôi giờ mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Thái độ của Nhâm Chính Hạo ngươi rất khách khí, được, tôi sẽ sai người chuẩn bị một gian phòng tốt nhất cho anh. Cái gọi là phòng tốt nhất đơn giản là một căn phòng không tới 10 mét vuông, chỉ có một cái cửa sổ thông khí, còn lắp đầy song sắt, trong phòng chỉ có một cái giường, Trương đại quan nhân tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia, cảnh sát cũng không làm khó hắn chỉ hạn chế tự do của hắn. Trương đại quan nhân nếu muốn chạy thì cửa phòng và cửa sổ có song sắt cũng không cản được hắn. Có điều lúc này hắn đã triệt để tỉnh táo lại, bên ngoài đang mưa, thôi thì đã tới thì yên đi, nghỉ ngơi trong chốc lát, trời phải đổ mưa, gái phải lấy chồng, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Trương đại quan nhân ngủ thẳng cho tới 9 giờ sáng, nhâm chính hạo tới đây mở cửa, nói với hắn có người tới tới thăm hắn, trương đại quan nhân ngáp một cái, đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Kiều Mộng Viện đang đứng đó. Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương cười nói, sao cô lại tới đây? Kiều Mộng Viện nói, còn không biết xấu hổ mà nói nữa à, ngày hôm qua tôi tìm anh cả đêm, cuối cùng mới biết anh bị cảnh sát bắt lại. Trương Dương bật cười ha ha, tôi cũng không phải là tội phạm, bọn họ bắt tôi làm gì. Đội trưởng nhâm hảo tâm giữ tôi lại đây ngủ, giấc ngủ này say lắm, chỉ là giường hơi nhỏ. Kiều Mộng Viện có chút bất mãn, chừng mắt lườm Nhâm Chính Hạo một cái. Đội trưởng Nhâm, bí thư Trương phạm vào tội gì mà cảnh sát các anh lại bắt? Các anh là cảnh sát cũng không thể tùy tiện bắt người được. Nhâm Chính Hạo nói: Kiều tiểu thư, chúng tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh, điều tra rõ ràng, chúng ta cũng chưa nói bí thư Trương phạm tội. Nếu bí thư Trương có thể nói rõ ràng chuyện ngày hôm qua thì chúng tôi đã sớm thả anh ta đi rồi. Nhưng bí thư Trương lại không chịu nói gì cả, chúng tôi đành phải. Kiều Mộng Viện nói, hiện tại đã điều tra xong chưa? Hắn có thể đi được rồi chứ? Nhâm Chính Hạo nói, chuyện vẫn đang được điều tra, tôi thấy Bí Thư Trương còn phải ở đây thêm một đoạn thời gian nữa. Thái độ của hắn Thủy chung rất khách khí. Kiều Mộng Viện vừa nghe vậy liền phát hỏa, đội trưởng Nhâm, quốc gia chúng ta chú trọng tới pháp luật, chỉ dựa vào một câu của anh không thể tùy tiện khấu lưu một cán bộ quốc gia được. Bí Thư Trương ngày hôm qua là đi cứu người, điểm này tôi có thể chứng minh cho hắn, các anh hoài nghi cái gì? muốn coi tôi là đồng phạm rồi khấu lưu cùng luôn hay không nhâm chính hạo có chút lúng túng nói lúng túng nói kiều tiểu thư cô đừng hiểu lầm chúng tôi không phải đặc biệt nhằm vào bí thư trương mà là trình tự công tác của chúng tôi trước giờ đều là như vậy đối với bất kỳ ai cũng đối xử bình đẳng kiều mộng viện nói tôi hiện tại sẽ dẫn hắn rời khỏi xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì tôi cũng chịu trách nhiệm nhâm chính hạo nói kiều tiểu thư cô đừng làm khó tôi Tính tình của Kiều Mộng Viện trước giờ luôn rất tốt, nhưng nhìn thấy Trương Dương bị cảnh sát bắt vô lý, trong lòng cũng không kiềm chế được lửa giận. Cô ta có thể chịu ủy khuất, nhưng không thể nhìn Trương Dương chịu nửa điểm ủy khuất. Chỉ có rất yêu một người mới có thể quan tâm tới hắn như vậy, mới có thể bởi vì hắn gặp bất công mà phẫn nộ. Trương Dương cười nói, Mộng Viện, cô đừng nóng giận, chuyện này không liên quan gì tới đội trưởng nhâm cả, chuyện khẳng định có thể được điều tra rõ, đội trưởng nhâm cũng dựa theo trình tự mà làm việc thôi hắn nói với nhâm chính hạo, theo như tôi biết thì dưới tình huống không đầy đủ chứng cứ chỉ có thể khấu lưu người bị hiểm nghi 24 tiếng đồng hồ, nhiều nhất là cho tới tối ngày hôm nay là tôi có thể được tự do, đội trưởng nhâm, tôi nói có đúng hay không? Nhâm chính hạo cười nói, thật ra cũng không cần lâu như vậy, đã bắt được kẻ bắt cóc rồi, chỉ cần thẩm vấn ra kết quả ở chỗ hắn, có thể xác nhận bí thư trương không liên quan tới chuyện này. Trương Dương nói, nếu tôi không phải là nghi phạm, như vậy, hai người chúng tôi ở trong phòng nói mấy câu chắc anh không phản đối chứ nhâm chính hạo nghĩ thầm dựa theo chế độ điều lệ thì khẳng định là không cho phép nhưng thân phận của kiều mộng viện hắn biết rõ cho dù là trương dương hắn cũng không thể tùy tiện đắc tội dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt là được kiều mộng viện đi theo trương dương vào phòng nhìn thấy trương dương không ngờ dưới hoàn cảnh như vậy ở cả một đêm mắt kiều mộng viện không khỏi lên cô ta nhỏ giọng thầm oán anh vì sao không giải thích rõ chuyện này căn bản không liên quan gì tới anh bình thường anh nhanh mồm nhanh miệng lắm hiện tại vì sao không nói gì trương dương mỉm cười nói căn bản không cần thiết thanh giả tự thanh chuyện tôi chưa từng làm thì không ai có thể đổ lên đầu tôi được kiều mộng viện nói văn hạo nam vì sao không nói rõ ra trương dương cười nói có lẽ hắn có suy nghĩ của hắn có điều hắn chắc cũng sẽ tới tìm tôi thôi kiều mộng viện nhìn nụ cười tràn đầy lòng tin của trương dương không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gù. Văn Hạo Nam vào 11 giờ sáng hôm ấy tới đây tìm Trương Dương, Sophia cho tới bây giờ vẫn mê man, hắn đã tìm bác sĩ khám, bác sĩ cũng thân thể Sophia không có vấn đề gì lớn, nhưng không ai biết được cô ta vì sao không tỉnh lại, Văn Hạo Nam bất đắc dĩ mới tới đây tìm Trương Dương. Bên kia thẩm vấn Phan Cường cũng có được kết quả bước đầu, hắn không biết Trương Dương cũng xuất hiện ở Phú Sơn, từ đó gián tiếp chứng tỏ Trương Dương trong sạch cho dù là biết trương dương tối hôm qua tới đó giải cứu sophia ác cảm của đối với đối với hắn cũng vẫn không có chuyển biến ngữ khí của hắn nghiêm túc nói trương dương tôi cần nói chuyện với anh kiều mộng viện thủy chung cũng không đi khi trương dương gặp phiền toái cô ta cảm thấy phải phải đứng chung một chỗ với hắn cô ta thậm chí đã cân nhắc dưới tình huống tất yếu cô ta có thể đi nhờ ông nội giúp trương dương mỉm cười gật đầu kiều mộng viện đứng dậy nói tôi ra ngoài chờ anh thuận tiện giúp anh làm thủ tục rời khỏi nơi này. Văn Hạo Nam nhìn nhìn căn phòng mà Trương Dương đang ở, Trương Dương trước giờ bất khả nhất thế tối hôm qua bị nhốt ở đây cả một đêm, thằng cha này trong lòng không ngờ cảm thấy khuây khỏa, có điều rất nhanh hắn đã trở về trong hiện thực, nhớ tới mục đích mình lần này tới đây, nếu không phải là thuốc thủ vô sách thì nói gì hắn cũng sẽ không tới đây gặp mặt Trương Dương. Trương 1997, Hiểm Nghi 3 Trương Dương nói, tìm tôi có việc à, Văn Hạo Nam nói, Sophia đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trương Dương nói, anh muốn tôi giúp làm cô ta tỉnh lại. Trong giọng nói của Trương Đại Quan Nhân không hề có bất kỳ thành phần ngạc nhiên nào. Văn Hạo Nam nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn thì thậm chí cho rằng Sophia sở dĩ hôn mê đến tận giờ có lẽ là do Trương Dương động tay động chân. Văn Hạo Nam đoán không nhầm, Trương Đại Quan Nhân trước khi giao Sophia cho cho hắn đã lặng lẽ điểm huyệt ngủ của Sophia, hắn cũng không có lòng hại người, nhưng lòng đề phòng thì không thể không có dưới tình huống lúc đó trương dương vẫn phải lưu lại hậu thủ văn hạo nam tối hôm qua không để ý tới mình mà đi căn bản là vứt tất cả phiền toái cho mình huống chi triệu thiên tài vẫn còn đang ở trong tay hắn văn hạo nam nói nếu không phải mẹ tôi kiên trì thì tôi cũng sẽ không tới tìm anh trương dương cười cười hắn nhìn vào hai mắt văn hạo nam rồi nói rất nhiều chuyện tôi không muốn giải thích mà tôi nói cũng vô dụng thôi tựa như tối hôm qua Tất cả mọi người biết tôi xuất hiện ở đó là để cứu người, nhưng lại không có ai lên tiếng cho tôi, rất nhiều lúc anh làm việc tốt nhưng người khác chưa chắc đã cảm kích. Tôi vốn cho rằng giữa chúng ta cho dù không thành được thân như huynh đệ một nhà thì cũng sẽ không trở mặt thành thù, nhưng hiện tại xem ra phán đoán của tôi không chính xác." Văn Hạo Nam lạnh lùng nói, "Tôi không quan tâm anh nhìn tôi như thế nào." Trương Dương nói, "Vừa hay tôi cũng muốn nói một câu tương tự với anh, cho tới giờ tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện tử tế với anh, không ngờ chúng ta lại nói chuyện trong hoàn cảnh này. Cha nuôi mẹ nuôi vẫn luôn rất tốt đối với tôi, tôi rất cảm kích bọn họ, anh nhìn quan hệ giữa tôi và bọn họ như thế nào thì tới vẫn sẽ nói với anh rằng, giữa tôi và bọn họ chỉ có tình thân, không tồn tại lợi dụng gì cả. Văn Hạo Nam lộ ra nụ cười khinh bỉ, anh nói vẫn tôi những lời này có tác dụng gì ư? Trương Dương nói, nếu chúng ta không thành được bằng hiếu, vẫn nên đưa quan hệ trở nên hiện thực một chút, Chuyện của Sophia rất dễ giải quyết, tôi có thể giúp anh, nhưng có điều kiện tiên quyết, anh phải phóng thích Triệu Thiên Tài." Văn Hạo Nam lạnh lùng nhìn Trương Dương, "Áp chế tôi à?" Trương Dương tràn đầy tự tin nói, "Không phải áp chế, là đàm phán, nếu tôi mà đối phó với anh, thủ đoạn rất nhiều, bất kể là luận văn hay là luận võ, tôi đều không thua anh." Trong ánh mắt của Văn Hạo Nam bốc lên hỏa phẫn nộ, hắn bắt đầu hối hận vì đã tới đây. Trương Dương nói, "Anh yên tâm, bất kể anh thấy tôi thế nào tôi cũng sẽ không coi anh trở thành cửu nhân triệu thiên tài là bằng hữu của tôi lần này là hắn giúp tôi trách nhiệm vốn không nên do hắn gánh vác trên ý nghĩa nào đó thì hắn còn là ân nhân cứu mạng của sophia nếu không phải hắn phân tích ra vị trí của sophia tôi sẽ không kịp thời tìm được cô ta tình huống tối hôm qua nếu muốn thêm một lát nữa sophia sẽ tắc thở mà chết thần tiên cũng bất lực Văn Hạo Nam nói, bất kể anh có xuất hiện hay không thì chúng tôi vẫn sẽ tìm được Sophia. Hắn thủy chung không muốn thừa nhận là Trương Dương cứu Sophia. Trương Dương nói, không sao cả, tôi chỉ có một điều kiện này. Văn Hạo Nam nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn gật đầu, tôi đáp ứng anh. Trương Dương nói, anh để thầy châm cứ châm hai huyệt ngọc trầm và phong phủ cho cô ta, cô ta sẽ tỉnh lại. Văn Hạo Nam nói, anh không sợ tôi đổi ý ư? Trương đại quan nhân đứng dậy đi ra cửa, nhân phẩm của con cái văn gia vẫn không đến mức xấu xa như vậy. Triệu thiên tài sau hai tiếng đồng hồ được đưa đến trung tâm triển lãm hội quốc mậu, hai ngày nay hắn cũng bị tra tấn không ít, nhìn thấy hắn bởi vì mình mà phải chịu đau khổ, trương đại quan nhân có chút áy náy, ngược lại triệu thiên tài vẫn biểu hiện có chút lạc quan, hắn cười nói tôi còn tưởng rằng lần này cần sẽ bị coi là thông đồng với nước ngoài rồi bị đặc vụ bắt lại, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Trương Dương vỗ vai hắn, đưa cho hắn một lọ thuốc mỡ, tắm rửa một cái rồi xoa chỗ bị thương, lát nữa tôi sẽ mời anh mời anh đi uống rượu giải xui. Triệu Thiên Tài cười nói, tôi không muốn uống rượu, hiện tại chỉ muốn được ngủ một giấc thôi, từ lúc bị họ bắt tới giờ, tôi chưa được chợp mắt, đám cảnh sát này tra tấn người ta rất có cách. Triệu Thiên Tài đi rồi, Kiều Mộng Viện nói với Trương Dương, vừa rồi ông nội của tôi gọi điện thoại tới, bảo anh theo tôi về đi một chuyến. Trương Dương nói, được, Kiều lão gọi bọn họ về có mấy, thứ nhất là tảng đá mà Trương Dương đưa cho ông ta, bên trong không ngờ có một khối phỉ thúy giá trị xa xỉ, tỷ lệ rất tốt, dựa theo giá thị trường hiện tại thì cũng phải mấy ngàn vạn, nếu khắc thành hàng mỹ nghệ thì có thể có giá trị cao. Ý tứ của Kiều lão là trả lại khối phỉ thúy này cho Trương Dương, lễ vật quý trọng như vậy ông ta không thể nhận. Trương Dương cười nói, Kiều lão, lễ vật đã tặng rồi có lý nào lại nhận lại, hơn nữa, lúc ấy tôi mua tảng đá này cũng không đáng mấy tiền chẳng lẽ đã biết bên trong đây phỉ thúy, tôi còn phải đem tiền thừa trả lại cho tên bán đá đó ư? Kiều lão nói, cái tôi thích là tảng đá chứ không phải là phỉ thúy, anh tặng thứ tôi không thích làm gì? Trương Dương nói, ngài nếu không thích thì đưa cho Mộng viện làm trang sức, về sau để cho cô ta làm đồ cưới. Kiều lão nghe thấy câu này lập tức mặt mày hớn hở nói, có đạo lý, có đạo lý. Kiều Mộng viện lại xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đứng dậy nói, Trương Dương, anh đừng đem tôi ra đùa. Tôi ra ngoài có chút việc, hai người cứ nói chuyện đi." Cô ta vội vàng trốn tránh. Kiều lão mỉm cười nhìn bóng dáng của cháu gái, nam lớn phải thành hôn, nữ lớn phải gả chồng, mộng viện quả thực đã tới tuổi lập gia đình rồi. Trương đại quan nhân tim đập thình thịch, Kiều lão chắc không phải muốn làm nguyệt lão, tự mình tác hợp cho hai người bọn họ chứ. Nếu thật là như vậy, Trương đại quan nhân còn không biết nên ứng đối như thế nào. Cũng may Kiều lão không tiếp tục đề tài này ông ta nói khẽ tôi nghe nói cậu và Tiết Thế Luân liên thủ lấp bẫy cho tiểu nhị của tạ ra một giáo huấn. Trương Dương cười nói, chỉ trách lòng tham của hắn thôi. Kiều Lão gật đầu, người ta trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc cho rõ, nếu không rõ vị trí của mình thì rất dễ phạm sai lầm. Trương Dương cẩn thận hỏi, chuyện này không mang tới phiền toái của lão nhân ra chứ? Kiều lão cười ha ha, nói tôi trước giờ cũng không phải là người sợ phiền toái, chỉ cảm giác rất thú vị thôi. Trương Dương thở phào. Kiều lão cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm, anh ở Tân Hải làm thuận tâm chứ. Trương Dương nói, vẫn ổn. Kiều lão ý vị thâm trường nói, tôi vừa nghe nói anh và con gái của Hoài Minh cãi nhau, nếu muốn đổi hoàn cảnh thì tôi có thể giúp anh, nếu anh nguyện ý, anh và mộng viện có thể cùng nhau rời khỏi đó. Lời nói của Kiều lão vô cùng mịt mờ, nhưng ý tứ được biểu đạt vô cùng rõ ràng, ông ta đã coi Trương Dương là nhân tuyển cháu dễ tốt, trước đây ông ta không muốn nhắc tới, là bởi vì Trương Dương đã có vợ chưa cưới, hiện tại bọn họ nếu đã giải trừ hôn ước, Kiều lão tất nhiên nên nghĩ cho cháu gái của mình nhiều một chút. Chương 1998, tùy viên giả thoại 1. Trương Dương cười nói, Kiều lão, tôi cũng vừa mới bắt đầu công tác ở Tân Hải, tình cảm cá nhân của tôi quả thực xuất hiện một số vấn đề, nhưng tôi tin chuyện tình cảm sẽ không ảnh hưởng đến công tác của tôi. Kiều lão gật đầu, bất kỳ lúc nào nếu thay đổi ý định thì cứ tìm tôi cảm ơn kiều lão. Kiều lão lại nghĩ tới một chuyện, nói khẽ có một số người đừng đi lại thân cận quá, cho dù là có tâm lý lợi dụng, nhưng bảo hổ lột ra luôn là một chuyện rất mạo hiểm, rất nhiều lúc người chịu thương tổn thường thường là mình. Trương Dương hơi ngẩn ra, trong lòng thầm cân nhắc, kiều lão rốt cuộc là đang ám chỉ ai? Cha nuôi văn quốc quyền hay là tiết thế luân? Loại chuyện này kiều lão sẽ không trực tiếp điểm rõ, ông ta chỉ chỉ vào khối phỉ thúy rồi nói, đề nghị vừa rồi của anh không tồi, khối phỉ thúy này tôi sẽ đưa cho mộng Việt, anh giúp tôi tìm một công tượng tốt, dùng khối phỉ thúy này làm vài món vật phẩm trang sức, làm đồ cưới cho cháu gái ngoan của tôi. Lời này chẳng khác nào đã hoàn toàn chỉ rõ. Trương đại quan nhân gật đầu, vòng một vòng tảng đá này lại lại chờ tay mình, kiểu lão đối với mình thực sự là rất coi trọng. Trương Dương giao khối phỉ thúy này cho cha Tấn Bắc, tuy rằng hắn không thích nhân phẩm của cha Tấn Bắc, nhưng vẫn rất tán thành bản lĩnh trên nghệ thuật của cha Tấn Bắc huống chi tinh toàn có nhiều thiết kế sự ưu tú như vậy, khẳng định có thực lực biến khối phỉ thúy này thành một bộ tác phẩm hoàn mỹ. Cha Tấn Bắc cũng sợ hãi không thôi vì tính chất của khối phỉ thúy này, nghe Trương Dương nói xong kinh lịch hắn có được khối phỉ thúy, thì không khỏi cảm thán nói, có một số người chính là trời sinh tài vật, anh nếu đi làm kinh thương thì chỉ sợ đám người chúng tôi chẳng làm được gì. Trương Dương nói, trên đời này chẳng phải có rất nhiều người làm sinh ý tốt hơn anh mà anh vẫn phát tài ư cha tấn bắc không khỏi cười ha ha. Hắn có chút chú ý tới chàng xung đột của Trương Dương và tạ khôn cử, hàn huyên hai câu rồi lại quay về đề tài đó. Trương Dương, anh và cố Minh Kiện lần này chơi không đẹp rồi, làm hại làm hại vợ chồng thượng tự dưng tổn thất 400 triệu. Trương Đại Quan Nhân không khỏi nhíu mày, cha tổng, lời này của ngài tôi sao nghe không được tự nhiên nhỉ, tôi trước giờ cũng không hại người, hai vợ chồng bọn họ tổn thất 400 triệu thì có liên quan gì tới tôi đâu, Cha Tấn Bắc nhìn thấy thằng ôn này thề thốt phủ nhận thì không khỏi cười nói, lời này không phải tôi nói, là toàn bộ thương giới kinh thành nói, gần đây mọi người đều đang bàn về chuyện này. Trương Đại Quan Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ý tứ của cha tổng là nói tôi đã làm một chuyện rất hợp lòng người. Cha Tấn Bắc nói, người ngoài thấy thế nào thì là kiến nhân kiến trí. Hắn vẫn giảo hoạt trước sau như một. Trương Dương nói, tôi không quan tâm người ngoài thấy thế nào, tôi quan tâm cha tổng thấy thế nào cơ. Cha Tấn Bắc nói, không giấu gì anh, quan hệ cá nhân của tôi và hai huynh đệ tạ ra không tồi, chuyện này tôi không dám bình phán. Chẳng giúp bên nào cả. Trương Dương nói, cha Tổng thực biết làm người, khó trách anh thành thạo trong sinh ý như vậy. Cha Tấn Bắc cười nói, Trương Dương à Trương Dương, chẳng lẽ anh không nghe tới câu hòa khí sinh tài ư? Trương Dương nói, những lời này nói thì dễ lắm, nhưng làm được thì không đơn giản tí nào. Cha Tấn Bắc nói, đúng vậy nếu lúc trước tôi thực sự lĩnh hội được ý tứ của hòa khí sinh tài thì cũng không găng với Hà Trường An như vậy, hắn cũng sẽ không oán niệm đối với sự tồn tại của tôi sâu như vậy, có lẽ sẽ chuyển nhượng mỏ vàng cho tôi. Cho tới bây giờ, cha Tấn Bắc vẫn thấy đáng tiếc vì không có được mỏ vàng của Hà Trường An ở Phi Châu. Trương Dương nói, sự thật chứng minh cha Tổng vẫn là người cười đến cuối cùng, Hà Trường An hiện tại thì không biết đã trốn tới nơi nào rồi. Biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay, chỉ cần không bị bắt vào tù thì ở đâu mà chẳng được tiêu sái tự tại cho dù người khác không biết hắn ở đâu nhưng con gái tư sinh hà vũ mông của hắn thì nhất định biết hiện giờ sản nghiệp của hà trường an đều đã giao cho cô ta thật sự không biết cô ta có năng lực chống đỡ hay không trương dương nói chuyện trên đời rất khó nói trước khi anh chưa làm thì rất khó biết được mình rốt cuộc có năng lực ở phương diện này hay không cha tấn bắc thầm công nhận hắn gật đầu nói trước đây khi cha vi làm thiết kế châu báu tôi cho rằng nó làm gì cũng không kiên trì nhưng không ngờ sau khi nói tiếp xúc rồi thì lại rất đam mê một bộ trang sức được thiết kế năm nay ở hội trợ châu báu paris đã đạt được huy chương bạc tôi định giao khối phỉ thúy của anh cho nó thiết kế trương dương nói cô ta vẫn ở paris à sau khi tới kinh thành trương dương đã liên hệ với cha vi biết cô ta vẫn đang ở paris cha tấn bắc nói sau khi giành được phần thưởng thì tham gia phỏng vấn thuận tiện quảng bá cho tinh toàn sau đó Vương Triều Kim Cương mời cô ta tới Đài Loan tuyên truyền, hiện tại nó đã thành một trong những thiết kế sư hot nhất của tinh toàn rồi. Trương Dương mỉm cười nói, người làm chú như anh phải đối xử tử tế với cô ta, trăm ngàn lần đừng để cô ta bị ủy khuất. Cha Tấn Bắc nghe ra ẩn ý của Trương Dương, biết hắn vẫn nhớ chuyện mình lần trước để cha Vi phải chịu tiếng xấu thay, xấu hổ ho khan một tiếng, thật ra tôi đã bồi dưỡng nó trở thành người nối nghiệp cho sự nghiệp của tôi. Đối với lời nói của cha Tấn Bắc, Trương Đại Quan Nhân cũng không tin, hắn luôn cho rằng giữa cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên có rất nhiều mục đích không thể cho ai biết, thủ pháp làm ăn của hắn không quang minh chính đại bằng Hà Trường An. Trương Dương sau khi giao chuyện phỉ thúy cho cha Tấn Bắc thì trên đường trở về tranh thủ tạt qua thôn họa sĩ, thuận tiện thăm cố dưỡng dưỡng đang vẽ vật thực ở đó. Mặt trời chiều ngã về Tây, cố dưỡng dưỡng đang ngồi ở trong lương đình, vẽ phát thảo cầu đá phía trước, cầu đá này cô ta đã vẽ vô số lần rồi, nhưng muốn từ những góc độ bất đồng để suy diễn ra những vẻ đẹp bất đồng của cầu đá. Trương Đại Quan Nhân đứng phía sau cô ta, nhìn ước chừng 5 phút đồng hồ, Cố Dưỡng Dưỡng mới phát hiện hắn đến, cô ta cười nói, làm gì thế? Tôi cũng không nói tiếng nào, có phải lại muốn hù chết em không? Trương Dương mỉm cười nói, anh đáng sợ lắm à? Cố Dưỡng Dưỡng nói, đối với người khác thì có lẽ là vậy, còn đối với em thì không phải. Khi nói những lời này mặt của cô ta có chút ửng đỏ trương dương nói vừa rồi tới tinh toản trên đường về đi qua nơi này cho nên thuận tiện tới thăm thương thế của em ổn rồi chứ cố dưỡng dưỡng lưu ý thấy trong lời nói của hắn có hai chữ thuận tiện trong lòng không khỏi có chút mất mát nói khẽ sớm đã khỏi rồi trương dương anh ăn cơm chưa trương dương cười nói chưa anh mời em đi ăn cơm cố dưỡng dưỡng lúc này mới lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng anh đợi chút em vẽ thêm vài nét nữa rồi đi bên cạnh có trà đó, anh tự lấy mà uống. Trương đại quan nhân quả thực có chút khát nước, ánh mắt hướng sang bên cạnh, nhìn thấy chỉ có một cái chén dư ấm màu đỏ ở đó, lập tức minh bạch chén trà này là cố dưỡng dưỡng dùng, nhà đầu này đúng là không coi hắn là người ngoài, Trương Dương cười cười. Trương 1999, Tùy viên giả thoại 2 Lúc này lại có mấy người đi tới, một người trong đó nhìn tranh, cảm thán nói quá mức theo đuổi hình thức, thần vận thì vẫn chưa đủ. Trương đại quan nhân có chút bất mãn ngẩng đầu lên, lại phát hiện người này không ngờ là viên phân kỳ, em họ của thường hải tâm, viên phân kỳ cũng đồng thời nhận ra hắn, kinh hỉ nói trương dương, anh sao lại ở kinh thành. Trương đại quan nhân cười ha ha, tôi còn tưởng là ai mà khí phách thế, thì ra là viên đại họa sĩ của chúng ta. Viên phân kỳ cười nói, anh đừng chiều em, em thì tính là đại họa sĩ gì chứ. Cô dưỡng dưỡng đã từng nghe nói tới tên của viên phân kỳ, Biết hắn gần đây rất nổi trong giới hội họa, cũng dừng vẽ, nói: "Viên đại sư, chỉ điểm chỉ điểm." Viên phân kỳ nói: "Cái môn hội họa này rất nhiều người ở giai đoạn sơ cấp đều cho rằng càng giống thì càng tốt, nhưng hiện tại có nhiếp ảnh rồi, cô vẽ giống tới mấy thì cũng có bằng được chụp ảnh không?" Hắn lắc đầu nói: "Khẳng định là không thể, cho nên hội họa không nên xây dựng trên đường nét và sắc thái, mà là phải làm nổi bật chủ đề, chờ cô qua được giai đoạn sơ cấp rồi sẽ phát hiện thứ trên tranh càng nhiều càng tốt." sắc thái cũng chưa chắc là càng phong phú càng tốt. Có những lúc, mấy đường cong, chỉ một sắc thái cũng có thể biểu đạt ra cái đẹp ẩn, đây là thay đổi từ toán cộng đến phép trừ. Cố dưỡng dưỡng hình như có sở ngộ. Viên phân kỳ cười nói, tôi chỉ là nói cái nhìn của mình thôi, mong rằng vị tiểu thư này đừng để ý. Cố dưỡng dưỡng nói, viên đại sư quả nhiên lợi hại. Trương Dương nói, viên đại sư, nói chuyện cũng khí thế thật. Viên phân kỳ cười khổ nói, các anh cũng đừng chiêu tôi, đại sư còn sống liệu có được mấy ai? Tiêu chuẩn của tôi cũng có thể được xưng là đại sư thì đại sư trên thế giới này nhiều như cỏ dại rồi. Viên phân kỳ giới thiệu cho Trương Dương mấy vị bằng hữu bên cạnh, bọn họ đều là nhân sĩ của giới thi họa, vừa mới từ Nhật Bản trở về, trước mắt tạm thời đang tùy viên ở thôn họa sĩ. Trương Dương không biết tùy viên là gì, nhưng cố dưỡng dưỡng trước mắt đang ngủ ở trong thôn họa sĩ, tất nhiên biết nơi đó là tòa nhà đẹp nhất lớn nhất của thôn họa sĩ. Có điều chủ nhân của nơi đó cũng không mở cửa ra ngoài, cả ngày đóng chặt cửa, điều này khiến cho tùy viên càng tăng thêm vài phần thần bí. Viên phân kỳ nói, buổi tối có rảnh không, cùng tới tùy viên ăn cơm đi. Trương Dương nhìn nhìn cố dưỡng dưỡng, cố dưỡng dưỡng biết hắn đang trưng cầu ý kiến của mình, cười nói tốt, tôi cũng muốn kiến thức một chút phong cảnh của tùy viên, có điều tôi phải về chuẩn bị một chút đã. Viên phân kỳ nói, được rồi, một tiếng nữa tôi sẽ ở ngoài cửa lớn của tùy viên chờ hai người, tối nay danh nhân của giới thi họa trong nước đều sẽ tới đây, mọi người luận bàn một chút cũng tốt. Cố dưỡng dưỡng thu thập dụng cụ vẽ tranh xong thì Trương Dương cùng cô ta trở lại tứ hợp viện nho nhỏ của cô ta, cố dưỡng dưỡng trước tiên rửa sạch tay, pha cho hắn một bình trà, mở TV phòng khách rồi nói với Trương Dương, anh trước tiên xem TV một lát, em đi thay quần áo. Trương Dương gật đầu, ngồi ở đó vừa xem TV vừa chờ cô ta. Lúc này từ kiến cơ gọi điện thoại tới, nói với hắn, lão đại chu hưng quốc tối nay chắc khoảng 9 giờ sẽ về, hẹn mấy người bọn họ cùng nhau ăn khuya. Trương đại quan nhân lập tức minh bạch chu hưng quốc vội vã về gặp hắn như vậy, 89 phần 10 là có liên quan tới chuyện của tạ khôn cử. Hai nhà chu tạ có quan hệ chặt chẽ, mình lại là huynh đệ kết bái của chu hưng quốc, mâu thuẫn giữa hắn và tạ khôn cử không nghi ngờ gì nữa đã đây chu hưng quốc vào hoàn cảnh lưỡng nan. Chu Hưng Quốc hiển nhiên không muốn loại tình huống này chuyển biến xấu đi, cho nên dù rất bận cũng dành thời gian về kinh thành, Mục đích lần này của hắn khẳng định là muốn làm người hòa giải. Cố Dưỡng Dưỡng 20 sau thì trở lại phòng khách, cô ta trang điểm rất đẹp, mặc sườn xám màu xanh ngọc, trên đầu quấn búi tóc hình hoa sen, da trắng như tuyết, tha thướt bước tới trước mặt Trương Dương, giống như là cành liễu trong gió. Nhìn thân thể mềm mại linh lung của Cố Dưỡng Dưỡng, Trương Đại Quan Nhân cũng không thể không thừa nhận, tiểu nha đầu đã dần dần trưởng thành, không còn là cô gái ngây ngô ngồi xe lăn trước đây nữa. Cố Dưỡng Dưỡng tới trước mặt hắn, mặt ửng hồng, nói khẽ cùng anh tới chỗ bạn, không thể để mất mặt của anh được, cho nên mới chọn mặc bộ đồ này. Trương Dương cười nói, rất đẹp, chỉ sợ tối nay mắt của những đại gia thi hỏa sẽ bị em làm mù mất. Cố dưỡng dưỡng nói khẽ, em trang điểm như vậy không phải là vì bọn họ. Một câu đơn giản lại thể hiện đầy đủ chỗ thông minh của cô gái này, cố dưỡng dưỡng trang điểm kiều diễm như vậy không nghi ngờ gì nữa chính là vì Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cũng có chút chiều mến cô em vợ ôn nhu này, nhìn thấy đã sắp tới giờ, cố dưỡng dưỡng khóa cửa phòng rồi cùng Trương Dương tới Tùy Viên. Tùy Viên là một viên minh châu của thôn họa sĩ, nơi này từng là tòa nhà mà một vụ phú thương nào đó thời thanh mạt mua cho ca kỹ, tục truyền vị phú thương đó trong nhà có mụ vợ sư tử Hà Đông, tham luyến sắc đẹp của ca kỹ này nhưng lại không dám đưa cô ta vào gia môn, chỉ có thể vụng trộm xây một tòa trạch viện ở đây, an trí cho ca kỹ. Ca kỹ này sau khi theo hắn thì cũng ôn nhu nhàn thục, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, Phú Thương được sống mấy năm tiêu dao, nhưng về sau lại không biết chuyện này sao lại bị lão bà của hắn biết. Thừa dịp Phú Thương đi xa, liền đập chết ca kỹ rồi ném thi thể vào giếng. Phú Thương sau khi trở về thì đau xót vô cùng, dưới cơn bi phẫn không ngờ rút đau giết chết lão bà của hắn. Quan viên phụ trách vụ án vốn là đã thèm muốn tài phú của hắn từ lâu, cho nên nhân cơ hội bắt Phú Thương, người nhà của Phú Thương đó chạy trọt khắp nơi, chỉ tiếc không đợi hắn ra thì đã chết trong ngục về sau tòa nhà này bị quan viên phụ trách vụ án chiếm lấy. Không lâu sau, quan viên ăn hối lộ bị phát án, sợ tội tự sát ngay bên trong tùy viên này, tòa trạch viện này cũng bị người ta coi là nơi chẳng lành, để hoang phế một đoạn thời gian, có người mua lại rồi sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nhưng người nọ vừa mới vào ở thì tối hôm đó liền chết bất đắc kỳ tử. Từ đó không có ai nguyện ý tới ở nơi này nữa. Cho tới tận đầu những năm 70, một đám trẻ tuổi nhiệt huyết phương cương tiến hành dỡ bỏ tòa viện tử này, cái đó gọi là phá tứ cựu, nhưng khi dỡ bỏ gian đầu tiên thì căn nhà bỗng nhiên đổ sụp, đè chết ba gã hồng vệ binh, lúc này chuyện xưa của tùy mới bị người ta lật lại. Kết quả càng xuyên tạc kinh hơn, không ai dám đến đây phá tứ cựu nữa. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tùy viên này có thể trải qua 10 năm hạo kiếp mà vẫn có thể bảo tồn nguyên trạng. Đầu những năm 80 thương nhân Hong Kong mua nơi này, có điều vẫn luôn đóng cửa khóa chặt, ai cũng biết trong tùy viên rất đẹp, nhưng nơi này cũng không công khai mở ra ngoài, về sau vùng này biến thành thôn họa sĩ, có người hâm mộ mỹ danh của tùy viên, ba gã học sinh nhảy qua tường vào tùy viên vẽ vật thực, nhưng lại có một người chết không minh bạch. Về sau hung của tùy viên càng truyền càng thịnh. chương 2000, tùy viên giả thoại 3 Ba năm trước đây người Hong Kong mua tùy viên này bắt đầu tiến hành sửa chữa toàn diện tùy viên nghe nói nghe nói ngày đó khởi công còn đặc biệt mời một vị đại sư phong thủy từ Hong Kong tới, giết heo giết dê, làm rầm rộ cả một ngày, từ đó về sau tùy viên không còn xảy ra án mạng nữa. Trương Đại Quan Nhân là người theo thuyết vô thần, có điều hắn cũng rất cảm thấy hứng thú đối với đoạn cố sự mà cố dưỡng dưỡng kể. Cố dưỡng dưỡng nói, em nghe người ta nói tùy viên vốn là nhà có ma, muốn gặp giữ hóa lành không chỉ phải tìm thầy địa lý đến phá, mà còn phải tìm được một chủ nhân có thể chấn được sát khí. Trương Dương cười nói, nói như thế thì anh là nhân tuyển thích hợp rồi. Cố Dưỡng Dưỡng cười nói, "Em và anh có cái nhìn giống nhau." Hai người trong lúc nói chuyện đã tới trước cửa lớn của tùy viên, liền thấy Viên Phân Kỳ chờ ở trước cửa. Nhìn thấy Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng đến, Viên Phân Kỳ bước nhanh tới, vươn tay về phía Trương Dương, "Bí thư Trương, anh tới rồi à?" Trương Dương cười cười bắt tay với hắn, "Anh hay là gọi tên của tôi đi, như vậy thì thoải mái hơn." Viên Phân Kỳ nói, "Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho chị họ của tôi." chị ấy ở trước mặt tôi khen anh suốt, đa tạ bí thư trương đã chiếu cố tới chị họ của tôi. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, mình đối với hải tâm cũng không phải là chiếu cố bình thường, chiếu cố tới tận giường luôn. Hắn cười nói, viên đại sư, đã bảo là cứ gọi tên tôi thôi, anh là nghệ thuật gia, đừng học những cái trò dung tục của xã hội. Viên phân kỳ nói, tôi có thể không gọi anh là bí thư trương, nhưng các anh cũng không thể gọi tôi là viên đại sư. Mấy người đồng thời bật cười. Viên phân kỳ cùng bọn họ đi vào tùy viên, cố dưỡng dương tuy rằng đã ở thôn họa sĩ được một đoạn thời gian rất dài nhưng nhưng vẫn là lần đầu tiên được tiến vào tùy viên. Đi vào cửa lớn đầu tiên là nhìn thấy một bức tường, bức tường là gần đây mới xây, bên trên có khảm phù điêu cản khôn bát quái. Viên phân kỳ nói, bát quái đồ hình bên trên là căn cứ vào đề nghị của phong thủy đại sư Hong Kong Lý Kiều Bách mà chế, ý ở gặp giữ hóa lành. Vòng qua bức tường, tới tiền hoa của tùy viên, hoa viên tuy rằng không lớn, nhưng bố trí vô cùng tinh xảo, hấp dẫn ánh mắt của người ta nhất phải kể tới một khối kỳ thạch ở giữa hoa viên. Kỳ thạch lởm chởm nhiều lỗ hồng, bên trên dùng tơ lụa đỏ thẫm bọc quanh. Cô dưỡng dưỡng nói, em nghe nói trong tùy viên cất chứa một khối kỳ thạch mà năm đó Càn Long ban cho hòa thân, chính là khối này ư. Viên phân kỳ cười nói, tảng đá này tên à địa sinh thạch, không liên can gì tới Càn Long cả, chính là này tảng đá này trước rồi sau đó mới có tùy viên, Nói cách khác thì tảng đá này khi xây tùy viên đã có rồi. Lý Kiều Bách tiên sinh sau khi đến đây xem phong thủy xong thì phát hiện viện trạch này sở dĩ có hung tướng là vì do tảng đá này. Địa sinh thạch, địa sinh tử, cho nên hắn đề nghị bị phá hủy tảng đá này. Nhưng chủ nhân của nơi này lại đặc biệt thích tảng đá này. Vì thế Lý Kiều Bách tiên sinh đề xuất một biện pháp trung hòa. Dùng lụa đỏ bọc lấy toàn bộ tảng đá này, để trụ không cho khí thế hung ác của nó lộ ra ngoài. Trương Dương nói, thuyết phong thủy không đáng tin đi qua tiền viện, tới trung đình, trên hành lang gấp khúc bốn phía đều treo đèn đỏ, kiến trúc trong tùy viên đã có hơn trăm năm lịch sử, cổ kính, xảo đoạt thiên công. Cố dưỡng dưỡng thích nhất là giường cột trạm trổ của nơi này, không khỏi cảm thán sự thần kỳ của tiền nhân. Phía trước có mấy người đang ở đó nói chuyện trời đất, viên phân kỳ chào hỏi bọn họ, Trương Dương lúc này mới nhớ ra hỏi, phân kỳ, chủ nhân nơi này là ai? Viên phân kỳ nói, chính là vị an tiên sinh kia kìa. Trương đại quan nhân thuận theo hướng hắn chỉ mà nhìn, liền thấy một vị nam tử trung niên tóc trắng đang mỉm cười bước về phía hắn, chính là An Đức Huyên, con trai thứ tư của An Lão. Trương Dương cũng không gì với An Đức Huyên, từ phía An Ngữ Thần mà nói thì An Đức Huyên trên thực tế cũng là chú tư của hắn, hắn biết An Đức Huyên là lão đại của tín nghĩa xã Đài Loan, không ngờ lại mua tùy viên ở Kinh Thành. Nhớ tới những lời nói vừa rồi của viên phân kỳ, tòa nhà có ma này phải tìm một hung nhân để chấn, an đức uyên trên tay đã dính không biết bao nhiêu máu tanh hung danh ở vùng cảng đài rất thịnh hắn và tùy viên này có lẽ thật sự là tuyệt phối an đức uyên cười nói trương tiên sinh thực không ngờ bằng hữu mà viên tiên sinh nói chính là anh trương dương cười cười bắt tay với an đức uyên an tiên sinh chuyển hướng sinh ý tới nội địa từ lúc nào vậy an đức uyên nói không liên can tới sinh ý chỉ là khi du lịch trùng hợp đến đây thích cảnh trí của nơi này vì thế tôi mới mua tùy viên làm nơi an dưỡng tuổi già. Trương Dương cười nói, An Tiên Sinh là người phía Nam, có thể quen với cuộc sống phương Bắc ư. An Đức Huyên nói, hoàn cảnh gì tôi cũng có thể thích ứng được. Hắn mời Trương Dương và cố dưỡng dưỡng vào trong đại sảnh, tiệc tối là tiệc đứng, An Đức Huyên chuẩn bị khá đầy đủ, đồ ăn rất đa dạng, tân khách được mời đều là nhân sĩ của giới thi họa. Trương Dương quen An Đức Huyên lâu như vậy, vẫn chưa biết hắn không ngờ còn là người yêu thích nghệ thuật. Viên phân kỳ bưng rượu vang tới chạm cốc với Trương Dương, nhìn An Đức uyên đang nghênh đón khách nhân ở xa, quốc họa của An Tiên sinh không tồi. Trương Dương nói, tôi quen hắn không ít năm rồi, nhưng không biết hắn còn biết hội họa đấy. Trong ấn tượng của hắn, An Đức uyên là một cự bá hắc đạo máu lạnh vô tình, đôi tay kia của hắn cầm dao cầm súng thì không có vấn đề gì, nhưng cầm bút ư. Đúng là khó tưởng tượng. Lúc này lại có người quen đến tổng tài tập đoàn Hán Đỉnh Tạ Khôn cử cùng vợ là Triệu Nhu Đình cũng tới, bọn họ và An Đức Huyên cũng quen nhau lâu rồi, chỉ là năm nay mới có hợp tác, Triệu Nhu Đình nhìn thấy Trương Dương trước tiên, không khỏi ngẩn ra, kinh thành này cũng không phải là quá lớn, đi đâu cũng có thể gặp người quen, chính là ứng với một câu, không phải oan ra không đụng đầu. Triệu Nhu Đình nhỏ giọng nhắc nhở chồng một câu, Tạ Khôn cử cũng nhìn thoáng qua Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập lạnh ý. Trương Đại Quan Nhân thì lười chẳng buồn quan tâm tới hắn, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, lão tử chỉ coi mày là không khí. Cố Dưỡng Dưỡng nhẹ giọng cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như muốn nuốt sống anh. Trương Đại Quan Nhân cười nói, muốn nuốt sống anh ư? Chỉ sợ hắn sẽ nghẹn chết. Cố Dưỡng Dưỡng cười càng vui hơn. Tiệc tối không phải là chủ đề, chủ đề là bút hội, trong viện đặt bốn cái bàn lớn bốn vị danh ra đương đại đi lên múa bút vẩy mực. Trương Dương và cố dưỡng dưỡng tới bên cạnh viên phân kỳ, nhìn thấy viên phân kỳ vẽ một bức sơn quỷ, trương đại quan nhân đối với tài hội họa của hắn cũng không xa lạ gì, có điều viên phân kỳ hiện tại vẽ so với trước đây thì trừu tượng hơn, so với nói là vẽ thì chẳng thà nói là tổ hợp của hai chữ tượng hình, dùng mực cũng không chú ý tới biến hóa, đã lệch khỏi quỹ đạo tranh Trung Quốc, có lẽ đây là hắn theo đuổi đại đạo trí giản, cảnh giới đại xảo nhược chuyết nếu đổi là trước đây loại hỏa pháp này của viên phân kỳ khẳng định sẽ không có ai ủng hộ thậm chí sẽ bị nhạo báng có điều từ sau khi hắn tới nhật bản dự thi giành được phần thưởng danh khí của hắn cũng không ngừng tăng lên còn chưa vẽ xong mà đã có mấy người ở bên cạnh thổi phồng tán thưởng rồi trương đại quan nhân lại cảm thấy hỏa kỹ của viên phân kỳ là không tiến mà lui hắn tuy rằng không làm nghệ thuật nhưng cũng biết cái nghề này một khi lây dính quá nhiều khí thế tục thì khẳng định sẽ xuống dốc thường nghĩ xem trong hoàn cảnh như vậy căn bản không thể bình tâm tĩnh khí, làm sao mà có thể tạo được ra tác phẩm tốt. An Đức Uyên cũng ở hiện trường múa bút vẩy mực vẽ một bức chim ưng, hắn am hiểu nhất chính là vẽ ưng. Trương Dương nói với Cố Dưỡng Dưỡng, thấy sao? Cố Dưỡng Dưỡng ăn ngay nói thật, vẽ ưng thật sự là không tồi, thần vận khí thế nắm vô cùng chuẩn xác, An tiên sinh nhất định đã khổ công ở phương diện này. An Đức Uyên cười ha ha, sau 35 tuổi hội họa của tôi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ có một chủ đề, đó chính là vẽ ưng, một người dùng hơn 10 năm để làm cùng một việc, làm sao mà không làm ra được chút thành tích chứ. Hắn nói với Trương Dương, trước khi tôi tới Đài Loan từng học quốc họa chuyên nghiệp, nếu không phải theo kinh thương thì tôi nói không chừng giờ đã là một họa sĩ rồi. Trương Dương nghĩ thầm anh không phải làm kinh thương, mà là làm xã hội đen. Sau khi những người này vẽ xong, lập tức do chuyên gia xử lý tiến hành hình ảnh, sau đó treo chung quanh, để những khách nhân dám. Cố dưỡng dưỡng cũng dưới sự cổ vũ của Trương Dương vẽ một bức mặc hà, trước mặt đám tiền bối của giới thi họa cô ta vốn là cũng không muốn mua bố trước cửa lỗ ban, nhưng Trương Dương đáp ứng giúp cô ta để chữ, cho nên cố dưỡng dưỡng mới lấy hết dũng khí đi vẽ. Cố dưỡng dưỡng vẽ xong, Trương Đại Quan Nhân cầm bút lông sói lên, ở bên cạnh phối chữ Giang Nam Khả Thải Liên, Liên Hiệp Hà Điền Điền cho dù là vợ chồng tạ khôn cử ở vị trí đối lập với Trương Dương cũng không thể không thừa nhận thư pháp của Trương Dương quả thực là thành một phái riêng. Viên Phân Kỳ đã sớm kiến thức thư pháp của Trương Dương, hắn cảm thán nói, Trương Dương à Trương Dương, chỉ cần là thủ tự này của anh, tôi cả đời này có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Trương 2001, Tùy Viên Giả Thoại 4 Trương Dương nói, tôi từ kiếp trước đã viết chữ rồi, thời gian hai đời làm cùng một chuyện chẳng lẽ còn làm không tốt à? ăn đức uyên nghe hắn nói như vậy thì không khỏi bật cười khi trương dương đi lấy rượu vừa hay gặp triệu nhu đình trương đại quan nhân chào hỏi trước thông qua mấy chuyện phát sinh gần đây triệu nhu đình cũng đã hiểu trương dương không ít khi đối mặt với trương dương cô ta đã không còn sự khinh bỉ ngày xưa thản nhiên cười nói không ngờ thư pháp của trương tiên xinh đẹp như vậy trương dương nói trên đời này chuyện không ngờ còn nhiều lắm hắn chủ động lấy rượu giúp triệu nhu đình nâng chén ra hiệu cho cô ta rồi hai người cùng uống một ngụm rượu. Triệu Nhu Đình nhìn cố dưỡng dưỡng ở xa xa, cô gái đó là bạn gái của anh à. Xinh quá! Trương Đại Quan Nhân cười nói, không phải, cô ta là cố dưỡng dưỡng. Người hai ngày trước ở triển lãm bị người ta đả thương chính là cô ta. Triệu Nhu Đình nhíu mày, cô ta thầm than trong lòng, chẳng trách Trương Dương căm tức như vậy, đối mặt với nữ hài tử xinh đẹp như cố dưỡng dưỡng quả nhiên là vừa thấy đã thương, Ai có thể nhẫn tâm xuống tay? Trương Dương nói, có tin tức của Phương Vĩnh Đồng hay không? Triệu Nhu đình cười cười, hắn mang tới cho công ty phiền toái lớn như vậy, loại người như hắn tôi sao có thể để hắn tiếp tục ở lại, đã sa thải hắn rồi, về sau hắn và công ty không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Trương đại quan nhân không hề cảm thấy cú bất ngờ, rứt khoát này ăn một quả đắng, biết mình sẽ không bỏ qua như vậy, cho nên rứt khoát đổ tất cả chuyện cho Phương Vĩnh Đồng dùng phương pháp như vậy để miễn trừ hậu hoạn. Tránh hắn tiếp tục dây dưa trong chuyện này. Trương Dương nói, tôi không tha cho hắn đâu, trừ phi hắn không trở lại, chỉ cần để tôi tìm được hắn thì món nợ này kiểu gì tôi cũng tính với hắn. Lời này rõ ràng là nói cho Triệu Nhu Đình nghe. Triệu Nhu Đình nói, Trương Tiên Sinh, Trung Quốc có câu châm ngôn, oan oan tương báo khi nào mới dứt. tôi là đàn bà, luôn cảm thấy chuyện trên đời này nên dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân thầm bật cười, Lúc này cô ta nói dĩ hòa vi quý với mình ư, sao không làm sớm? Nếu không phải Tạ Khôn cử chủ động gây chuyện thì việc gì phải găng tới bây giờ, chuyện là hai vợ chồng chúng mày gây nên, ăn quả đắng rồi giờ mới hối hận, hiểu được thế nào là dĩ hòa vi quý, nhưng phải chăng là muộn quá rồi, có chơi nữa hay không là do tôi quyết định cơ. Triệu Nhu Đình từ xa nhìn thấy chồng đang bước về phía mình, cô ta lễ phép cười nói với Trương Dương, Trương tiên sinh. Xin lỗi không tiếp được nữa cô ta đặt chén không xuống thuận tay cầm một cốc nước chanh rồi chuẩn bị đi trương dương lại nói triệu tổng nước chanh không thích hợp với thân thể của cô triệu nhu đình ngây ra một thoáng không rõ những lời này của trương dương có ý gì cô ta nói khẽ nước chanh còn có thể gây hại cho thân thể ư trương dương nói nước chanh thì vô hại nhưng dược vật mà cô dùng thì có hại triệu nhu đình có chút ngạc nhiên trợn chừng hai mắt cô ta thật sự không rõ trương dương rốt cuộc sao biết mình đang uống thuốc Trương Dương nói cô chắc vừa rồi mới dùng thuốc đông y. Triệu Nhu Đình không khỏi bật cười. Mình trước khi tới đây quả thực đã dùng thuốc đông y, có điều mình còn đặc biệt đánh răng xúc miệng, không ngờ vẫn bị người ta ngửi thấy vị thuốc, khứu giác của Trương Tiên sinh đúng là linh mẫn. Trương Dương nói tôi xuất thân trung y, trung y chú ý bốn chữ vọng, văn, vấn, thiết, một trung y giỏi chẳng những phải có nhãn lực nhất đẳng hơn người mà còn phải có khứu giác sâu sắc. Hắn hít một hơi dài, sau đó thì mỉm cười đọc ra tên thuốc liên tiếp. Triệu Nhu Đình lúc ban đầu còn không cho là đúng, nhưng khi hắn liên tiếp đọc ra các tên thuốc thì cô ta ngạc nhiên phát hiện là không sai chút nào so với những dược vật mà mình đã dùng. Triệu Nhu Đình đã khám qua vô số trung y, nhưng không ai có thể có được bản sự như vậy, chỉ bằng vào vị thuốc trên người mình mà có thể nhận được tất cả thành phần dược vật, thằng cha này biết ma thuật ư. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể tiên tri, Triệu Nhu Đình trong nhất thời quên sạch chuyện của chồng, ngơ ngác nhìn Trương Dương, sao anh biết? Những lời này chẳng khác nào thừa nhận suy đoán của Trương Dương là hoàn toàn chính xác. Trương Dương nói, phương thuốc này kê có chút vấn đề, phối hợp dược vật thì không có vấn đề, nhưng đối với thân thể của cô thì lại chỉ có hại thêm. Nước chanh là vị chua, cô nếu uống vào thì sẽ tổng hợp với hai vị dược vật trong đó sẽ sinh ra phản ứng độc tố, đối với cô thì chỉ trăm hại chứ không có một lợi nào. Nếu Trương Dương không đọc ra toàn bộ phương thuốc của cô ta thì Triệu Nhu Đình nhất định sẽ cho rằng hắn đang nói chuyện giật gân, nhưng hiện tại cô ta đã tin tới 7-8 phần rồi. Vội vàng bỏ cốc nước chanh xuống, nói khẽ anh là nói tôi uống những dược vật này là vô dụng ư. Trương Dương nói còn chẳng thà đừng uống. Triệu Nhu Đình nói anh biết tôi là mắc bệnh gì không? Lúc này cô ta mới trong kinh hãi vừa rồi dần dần khôi phục thái độ bình thường. Trương Dương nói, loại bệnh này của cô tên là chứng mộc cương, cũng có người gọi bệnh này là bệnh hoạt tử nhân, bệnh trạng lúc mới đầu thì chỉ có phần vai và cổ bị liệt, đến cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới cả xương sống, thậm chí là các toàn thân, y học thường gọi là viêm cột sống tính tê cứng. Triệu Nhu Đình im lặng không nói gì, người biết cô ta bị bệnh cũng không nhiều, cho tới nay cô ta giữ nghiêm bí mật này với cả người nhà, Trương Dương chắc không thể nào biết được, xem ra hắn quả thực biết một số y thuật. Trương Dương nói, nếu phương thuốc mà tôi nói vừa rồi là đúng thì như vậy người kê cho cô phương thuốc này hoặc là lang băm, hoặc là cố ý mà làm, nếu cô cứ dùng theo phương thuốc này thì không ngoài nửa năm, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không được bảo đảm. Triệu Nhu Đình trong lòng hoảng loạn, cô ta nhìn Trương Dương, nói Trương Tiên Sinh không phải đang nói chuyện giật gân chứ. Trương Dương nói, Triệu Tổng tin hay không thì tùy, thiên hạ lớn như vậy, nhiều như vậy nhiều như vậy, Triệu Tổng có thể tìm một người khác mà hỏi thử hắn nói xong lễ phép thì cười cười, cầm chén rượu lên trở lại bên cạnh cố dưỡng dưỡng. Triệu Nhu Đình sửng sốt trong chốc lát mới trở lại bên cạnh tạ khôn cử, tạ khôn cử nhìn thấy sắc mặt vợ tái nhật thì quan tâm nói, hắn theo nói gì với em thế? Triệu Nhu Đình nói, không nói gì cả, hỏi chuyện của Phương Vĩnh Đồng. Trương đại quan nhân đi trước, bởi vì tối hôm đó còn được Chu Hưng Quốc mời. Chu Hưng Quốc trở lại kinh thành thì là 9 giờ rưỡi tối, hai người Trương Dương và Từ Kiến Cơ ở Linh Lung phường đợi hắn gần nửa tiếng đồng hồ. Chu Hưng Quốc vừa vào cửa đã ấy náy nói, xin lỗi, tôi tới muộn. Từ Kiến Cơ cười nói, cũng không phải là muộn, hai anh em tôi đang tâm sự chút chuyện. Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc, có ý gì? Cảm thấy tôi làm phiền hai người nói chuyện ư tôi không nên tới chứ gì. Trương Dương bật cười ha ha, không nói gì cả, chỉ là chuyện tình cảm ý mà, nhị ca đang buồn, không biết có nên bước vào điện hôn nhân hay không chu hưng quốc nói tôi còn tưởng là chuyện lớn gì chứ cùng hồng nguyệt có phải hay không tôi thấy vụ hôn nhân này tốt đó người thì xinh đẹp ra thế lại tốt kiến cơ anh cũng nên thu tâm đi từ kiến cơ nói vốn cũng đã định kết hôn rồi tôi biết cô ta cũng đang chờ tôi cầu hôn tôi cũng không giấu gì các anh nhẫn tôi cũng mua rồi nhưng chuyện tới trước mắt thì tôi lại có chút do dự các anh nói tôi thế này có phải là chứng khẩn trương tiền hôn nhân hay không Trương Dương nói, lúc nên ra tay thì phải ra tay, loại chuyện này không thể do dự được. Chu Hưng Quốc nói, đúng vậy, đừng để như Trương Dương, đến cuối cùng thì gà bay trứng vỡ công dã tràng. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vậy thì không vui, tôi nói này lão đại, anh đúng là không phú hậu, trong lòng tôi còn đang nhỏ máu đây này, anh không ngờ lại sát muối vào vết thương của tôi. Tôi sao không nhìn ra nhỉ? Chu Hưng Quốc xua tay cự tuyệt một chén rượu mà từ kiến cơ đưa qua, nói tối hôm qua uống nhiều lắm rồi đến bây giờ bà ta còn khó chịu đây từ kiến cơ nói việc gì mà phải uống đến vậy chu hưng quốc thở dài nói uống rượu sinh ý và uống rượu thân mật không thể phân được từ kiến cơ nói không chỉ là rượu trường hoan trường quan trường thiếu một thứ cũng không được chu hưng quốc nhìn chén rượu vốn tôi ở bên kia còn có một đống việc nhưng lại không thể không trở về trương dương à trương dương tôi trước đó đã gọi điện thoại cho cậu rồi mà vô dụng Cậu cuối cùng vẫn chơi hai vợ chồng Tạ Khôn Cử. Trương Dương nói, "Đại ca, chuyện này thực sự không phải là tôi không nể mặt anh." Từ Kiến Cơ nói chen vào, "Chuyện này không trách được Trương Dương, Tạ Khôn Cử chạy đến hiện trường triển lãm Tân Hải đập phá, còn đả thương cố dưỡng dưỡng và Liễu Đan Thần, đừng nói Trương Dương không nhịn được, cho dù là tôi thì cũng không thể nhịn được cục tức này." Chu Hưng Quốc thở dài nói, "Chuyện này tôi cũng làm rõ trên cơ bản rồi." hai vợ chồng tạ khôn cử không có thù hận gì với cậu. Trương Dương nói, người bọn họ nhằm vào là Kiều Mộng Viện, nhằm vào Kiều Gia. Tôi muốn bọn họ biết, chọc tới Mộng Viện chính là chọc tới tôi. Chu Hưng Quốc nhìn Trương Dương, có chút mê hoặc nói, cậu chia tay với sở yên nhiên chắc không phải vì Kiều Mộng Viện đấy chứ hả? Trương 2002, vợ chồng ân ái, 1. Trương đại quan nhân lắc đầu như đánh chống bỏi, lão đại, sức tưởng tượng của anh cũng phong phú quá đấy. Từ kiến cơ nói, Kiều Mộng Viện cũng không tồi, bộ dạng xinh đẹp, gia thế lại tốt, số của anh sao tốt vậy nhỉ? Chu Hưng Quốc tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nhớ ngày đó, hắn cũng từng động lòng với Kiều Mộng Viện, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người ta căn bản không quan tâm tới hắn, cho nên Chu Hưng Quốc cũng kịp thời điều chỉnh phương hướng, chặt đứt niệm tưởng. Trương Dương nói, hai vị anh trai à, đừng lấy vấn đề cá nhân ra mà nói nữa, tôi và Kiều Mộng Viện là quan hệ bằng hữu. Các anh đừng nói lung tung. Hơn nữa, chúng ta tối nay gặp mặt cũng không phải là để đàm luận về vấn đề cá nhân. Một câu đã đưa đề tài thảo luận về chính đề, Chu Hưng Quốc nói, "Tam đệ, lần này tôi trở về chính là muốn làm người hòa giải, giúp cậu và Tạ Khôn Cử điều giải một chút, chuyện phát sinh trước đây bất kể là ai đắc tội với ai thì cũng cho qua đi, chúng ta gạch chéo ở đây, từ hôm nay trở đi, mọi người xem coi như nể mặt tôi, đừng đấu nhau nữa, cậu có phải là không nể mặt người anh trai này không?" Chu Hưng Quốc đã nói tới nước này, Trương Dương cũng không tiện từ chối, hắn cười nói, đại ca, giữa huynh đệ chúng ta còn phải nói tới những cái này nữa ư. Anh nếu đã mở miệng thì tôi tha cho tạ khôn cử đó, không đánh rắm vào mặt hắn nữa. Từ kiến cơ cười nói, anh đừng có đánh rắm, làm ảnh hưởng tới sự thèm ăn của tôi. Ba người đều bật cười. Chu Hưng Quốc cầm chén rượu lên nói, huynh đệ, chỉ bằng vào những lời này của cậu, tôi cảm ơn cậu. Trương Dương nói, đại ca, giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy hai người chạm cốc rồi một hơi uống ạn chu hưng quốc nói tôi cũng không giấu gì cậu chuyện này đại ca của tôi cũng biết rồi là hắn bảo tôi mau về kinh giải quyết chuyện này đại ca trong miệng hắn chính là tỉnh trưởng bình hải chu hưng dân trương dương rót đầy chén rượu cho chu hưng quốc rồi nói tôi nghe nói tỉnh trưởng chu từ nhỏ đã lớn lên ở tạ gia chu hưng quốc gật đầu nói ông nội của tạ khôn cử là bộ hạ cũ của ông nội tôi khi đại ca của tôi vừa sinh ra, bá mẫu của tôi bởi vì vì khó sinh mà qua đời, cho nên bác cả và ông nội thương lượng đưa đại ca của tôi tới tạ gia, tạ khôn cử và đại ca của tôi tuổi sắp xỉ nhau. Vừa hay đều ở thời kỳ bú sữa, cho nên cô Trần đồng thời nuôi họ, cũng đối với đại ca của tôi như con trai thân sinh của mình. Đại ca của tôi ở tạ gia tới lúc học xong trung học mới về, trên ý nghĩa nào đó mà nói thì tình cảm của hắn đối với tạ gia cũng không kém gì chu gia chúng tôi. Tôi cũng rất quen thuộc với huynh đệ tạ gia. Hai nhà chúng tôi vẫn thường xuyên lui tới với nhau." Chu Hưng Quốc nói những lời này không phải là không có mục đích, hắn là muốn thông qua mình để giải thích cho Trương Dương hiểu quan hệ của hai nhà Chu tạ. Trương Dương tuy rằng nhiệt huyết xung động, nhưng hắn cũng là người thông tình đạt lý, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, chuyện lần này Chu Hưng Quốc đã tìm hiểu kỹ rồi, nguyên nhân quả thực là ở phía tạ khôn cử. Hắn cũng đã báo cáo với đại ca Chu Hưng dân nhiệm vụ Chu Hưng Dân giao cho hắn chính là nhất định phải tự mình ra mặt tiêu trừ hiểu lầm giữa Trương Dương và Tạ Khôn Cử, bảo đảm bọn họ đừng tiếp tục tranh đấu nữa. Trương Dương nói, đại ca, anh nếu đã mở miệng thì tôi cũng không còn gì để nói, chuyện lần này bỏ qua. Chu Hưng Quốc nói, tôi đã hẹn Tạ Khôn Cử rồi, ngày mai chúng ta cùng đi Tây Sơn mã chàng chơi. Trương Dương nói, chuyện gặp mặt thì bỏ đi, tôi và hắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp mặt cũng khó tránh khỏi gượng gạo. Chu Hưng Quốc kiên trì nói, nhất định phải gặp, chỉ có gặp mặt mới có thể làm tiêu tan hiểm xưa, hơn nữa chuyện này tả khôn cử sai, ngày mai cậu dẫn cả dưỡng dưỡng và liễu đan thần tới. Trương Dương nói, dẫn bọn họ tới làm gì? Chu Hưng Quốc nói, hai người bọn họ chịu ủy khuất. Chuyện này trong lòng mọi người biết rõ, tôi nếu chỉ nói đỡ cho tạ khôn cử thì cậu khẳng định sẽ cho rằng người làm anh như tôi bất công, phía tạ khôn cử cũng phải gánh vác trách nhiệm vì hành vi của mình. Chu Hưng Quốc có thể trở thành người đứng đầu của Tam công tử kinh thành cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn xử sự, sự rất công bằng, làm người rộng lượng, chính là vì sự thành thục và rộng rãi của hắn mới thắng được sự tôn trọng của đám con cháu quan lớn. Trương đại quan nhân vốn đã có kế hoạch ngày mai rời khỏi kinh thành. Hội kinh mậu hôm nay đã kết thúc rồi, Tân Hải tuy rằng xảy ra khúc nhạc đệm không vui đó, nhưng thu hoạch tổng thể vẫn khá tốt, cũng tính là không tệ, đây là việc công. Nếu nói tới việc tư thì mục đích chủ yếu Trương Dương lần này tới kinh là muốn trực tiếp nói chuyện với La Tuệ Ninh về vấn đề của Văn Hạo Nam, không ngờ lại gặp chuyện Sophia bị bắt cóc, quan hệ giữa hắn và Văn Hạo Nam chẳng những không có dịu đi, ngược lại trở nên hỏa vô đơn chí, đúng là người định không bằng trời định, Trương Đại Quan Nhân đối với loại tình huống này cũng chỉ có thể để thuận theo tự nhiên. Trương Dương cũng không xa lạ với Tây Sơn mã chàng đầu năm nay hắn từng cùng con cháu của Kiều ra tới đây chơi, Kiều Bằng Phi ở đây một súng bắn ngã con ngựa đua thuần chủng của Trần An Bang đó sự kiện đó khiến cho cả giới thái tử kinh thành chấn động, rõ ràng tuyên bố sự trở về của Kiều Bằng Phi, đoạn thời gian đó cũng là lúc Kiều Gia đi xuống nhất, chính là một phát súng đó của Kiều Bằng Phi đã khiến mọi người bắt đầu ý thức được Kiều Gia vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bên trong đời thứ ba của Kiều Gia có có nhân vật mạnh mẽ. Từ khi đó, Kiều Gia trải qua cơn sóng nhỏ đã bắt đầu sống lại, tuy rằng phong ba ở giữa không ngừng, nhưng vẫn không gây trở ngại cho sự sống lại của Kiều gia, hiện giờ Kiều Trấn Lương đã trở thành bí thư thị ủy Tân Hải, mà Kiều Bằng Phi cũng đã chính thức bước vào chính đàn, ở huyện Xuân Dương tỉnh Bình Hải đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy. Thời gian Trương Đại Quan nhân ở chính đàn càng lâu thì càng minh bạch tầm quan trọng của huyết thống đối với sĩ đồ, hắn là một kẻ lạc loài ở quan trường. Dẫn hai vị mỹ nữ Cố Dưỡng Dưỡng và Liễu Đan Thần, bất kể xuất hiện ở đâu tất nhiên cũng sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý. Khi ba người bọn họ xuất hiện ở Tây Sơn Mã Tràng, ánh mắt của rất nhiều người trong nháy mắt đã hấp dẫn hấp dẫn, đương nhiên đa số ánh mắt đều tập trung ở trên người hai vị mỹ nữ, mà khi mà khi những người này thấy rõ Trương Dương ở giữa thì rất nhanh ánh mắt liền trở nên thu liễm và rụt rè, danh khí của Trương đại quan nhân ở kinh thành cũng không tầm thường. Ông chủ địch danh vọng của Tây Sơn Mã Tràng tươi cười ra đón, hắn và Trương Dương chỉ mới gặp có một lần, có điều ấn tượng rất sâu sắc, bắt tay với Trương Dương, nói: "Bí thư Trương, bọn chu công tử đều đã đến rồi, đang ở phòng nghỉ của khách quý chờ ngài. Trương Dương cười cười, dưới sự dẫn dắt của địch danh vọng xuống phòng nghỉ cho khách quý. chương 2003, vợ chồng ân ái 2. Chu Hưng Quốc và vợ chồng tạ khôn cử đều đã đến, đang ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm, nhìn thấy Trương Dương bọn họ tiến vào, Chu Hưng Quốc cười nói tam đệ, cậu đến muộn. Trương Dương nói, tắc đường, tôi đối với đường của Kinh Thành cũng không quen lắm. Chu Hưng Quốc lại chào hỏi Cố Dưỡng Dưỡng và Liễu Đan Thần, giới thiệu Tạ Khôn Cử và Trương Dương, các anh chắc không cần tôi giới thiệu nữa. Tạ Khôn Cử nói, tôi và Bí Thư Trương đã gặp rất nhiều lần rồi. Hắn chủ động vươn tay về phía Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân rất ghét Tạ Khôn Cử, nhưng Chu Hưng Quốc đã ra mặt, mình cũng đã đáp ứng không truy cứu nữa, tất nhiên biểu hiện ra vẻ rộng lượng. Hắn mỉm cười bắt tay với tạ khôn cử tôi và tạ tổng đã rất quen thuộc rồi. Triệu Nhu Đình mỉm cười nhìn cảnh Trương Dương và chồng bắt tay nhau, cảm thấy hai người đều dối trá, trên thế giới này người chân thật cũng không nhiều lắm. Triệu Nhu Đình và Cố Dưỡng Dưỡng tối hôm qua đã gặp mặt một lần rồi, hôm nay rất nhanh liền làm quen, Cố Dưỡng Dưỡng thiên chân rực rỡ, không hề xảo trá, Triệu Nhu Đình cũng rất có thiện cảm đối với cô ta, so sánh mà nói thì cô ta rất ít nói chuyện với nhau với Liễu Đan Thần, dù sao trong mắt cô ta Liễu Đan Thần chỉ là một con hát, cô ta và Cố Dưỡng Dưỡng xuất thân giống nhau, đều là con cháu của cán bộ cao cấp, có thể tìm được đề tài chung. Triệu Nhu Đình nói, chuyện của hội kinh mậu đã được điều tra rõ rồi, là phương vĩnh đồng của công ty tôi sai người làm, tuy rằng vợ chồng chúng ta không biết, nhưng trong chuyện này chúng tôi cũng có trách nhiệm. Trong lòng trương đại quan nhân cười thầm, chuyện căn bản chính là tạ khôn cử gây nên, hiện tại vợ chồng bọn họ xử lý nhất trí, đổ tất cả trách nhiệm lên trên người phương vĩnh đồng, phương vĩnh đồng này không nghi ngờ gì nữa phải gánh tội oan. Trương Dương cố ý nói, tôi không quen Phương Vĩnh Đồng này, cũng không biết hắn vì sao lại nhầm vào tôi. Ánh mắt của Triệu Nhu Đình và hắn chạm nhau, có chút hoảng loạn, chỉ cảm thấy ánh mắt của Trương Dương cực kỳ sắc bén, tựa hồ nhìn thấu cô ta đang nói dối. Triệu Nhu Đình nói, chuyện cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, đợi khi tìm được hắn thì tất cả tất nhiên sẽ tra ra manh mối. Trương Dương cười cười, không hề tiếp tục truy hỏi. Triệu Nhu Đình phân biệt xin lỗi cố dưỡng dưỡng và liễu đan thần, từ điểm này cho thấy, Hôm nay vợ chồng Tạ Khôn Cử rất có thành ý. Trương Dương và Tạ Khôn Cử hàn huyên vài câu, trong lòng bọn họ biết rõ nhau, chuyện này rốt cuộc vì sao mà có và vì sao trở nên gay gắt, hôm nay Chu Hưng Quốc ra mặt, không phải để giải quyết hiểu lầm, mà là để bình ổn mâu thuẫn, đúng như lời của Chu Hưng Quốc chuyện không vui cho qua đi, về sau mọi người đừng ai nhắc tới nữa. Có chủ nhà Chu Hưng Quốc này, không khí hôm ấy vô cùng hòa hợp, khi mấy người tới sân ngựa chơi, Trương đại quan nhân không lên ngựa, mà ngồi ở khu nghỉ người uống trà, người cũng không xuống chơi như hắn còn có Triệu Nhu Đình. Hai người ngồi dưới ô che nắng, Triệu Nhu Đình cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi nói, "Bí thư Trương, những lời anh nói tối hôm qua tôi vẫn còn nhớ." Trương Dương nói, "Tôi thì quên rồi." Hắn sao mà quên được, ngày hôm qua hắn đã nói toạc ra chuyện Triệu Nhu Đình bị viêm cột sống tính tê cứng. Triệu Nhu Đình nói, "Chỗ bất đồng lớn nhất của người và động vật chính là người thích nói dối, thích đeo mặt nạ." trương dương mỉm cười nói những lời này của triệu tổng không phải đang quanh co lòng vòng mắng tôi đấy chứ triệu nhu đình thở dài nói mỗi người đều rất dối trá bao gồm cả tôi trương dương nói cô là nói chuyện của phương vĩnh đồng cũng không phải là thật ư triệu nhu đình chậm rãi đặt chén trà xuống quan trọng ư thật ra giữa chúng ta vốn không có mâu thuẫn gì trương dương nói lời nói của triệu tổng tôi nghe không hiểu triệu nhu đình nói bị bệnh bị bệnh rất nhiều năm rồi hơn nữa bệnh tình thủy chung không có chuyển biến tốt một năm gần đây tôi cảm giác bệnh biến của mình càng lúc càng nghiêm trọng theo anh thấy tình huống của tôi liệu có tiếp tục chuyển biến xấu hay không trương dương nói triệu tổng vẫn chưa nói cho tôi biết phương thuốc của cô là ai kê triệu nhu đình nói gần đây đều là giáo thụ trần đình đông kê cho tôi trương dương nói cô uống bao lâu rồi triệu nhu đình nói một năm rồi phương thuốc này hiện tại được điều chỉnh chưa tới một tuần. Trương Dương nói, tôi tuy rằng có thể đoán được thành phần của thuốc đông y, nhưng không thể biết được phối phương cụ thể. Triệu Nhu Đình từ trong túi lấy ra một đơn thuốc rồi đưa tới, cô ta hôm nay là có chuẩn bị mà tới. Trương Đại Quan Nhân cầm phương thuốc rồi xem, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại, một lát sau hắn nói khẽ cô thân với Trần Đình Đông này lắm hả? Triệu Nhu Đình nói, hắn là bằng hữu của khôn cử. Trương Dương nói, thuốc này nếu cô tiếp tục uống thì chỉ sợ sống không quá nửa năm. Trên mặt Triệu Nhu Đình lộ ra vẻ yêu thương, cô ta trầm mặc một lát sau mới nói, bí thư Trương, xin hãy giữ bí mật cho tôi. Trương Đại Quan Nhân nhìn Triệu Nhu Đình, cảm thấy được sâu sắc điều gì đó, hắn nói khẽ, phương thuốc này người thường không nhìn ra được môn đạo đâu, đối với viêm cột sống tính tê cứng chắc có một số hiệu quả trị liệu, nhưng cách phối dược vật thì tồn tại vấn đề, cho nên cô dùng dùng sẽ có trăm hại chứ không có lợi nào cho cơ thể của cô giáo thụ trần đình đông tôi cũng từng nghe nói tới rồi danh khí trong giới trung y trong nước cũng rất lớn một người có thanh danh như vậy theo lý thuyết thì chắc không phải là lang băm cho nên triệu nhu đình mấp máy môi nói khẽ anh hoài nghi hắn là cố ý làm vậy trương dương mỉm cười nói tôi vốn không quen biết với giáo thụ trần đình đông này hơn nữa với quan hệ trước mắt của chúng ta tôi cũng không thích hợp bình phán chuyện này Trương Đại Quan Nhân đã nắm chắc được chỗ vi diệu trong đó, chẳng lẽ quan hệ giữa vợ chồng Triệu Nhu Đình không hòa thuận giống như ngoài mặt? Nếu Triệu Nhu Đình dựa theo phương thuốc này mà tiếp tục dùng thì như vậy trong vòng nửa năm tất nhiên sẽ đi đời nhà ma. Dựa theo lời nói của Triệu Nhu Đình thì quan hệ của cô ta và Trần Đình Đông cũng là quan hệ bình thường, ngược lại Tạ Khôn Cử và Trần Đình Đông thì quen thuộc hơn. Như vậy vấn đề liền xuất hiện, Tạ Khôn Cử rốt cuộc có biết về phương thuốc này hay không? Nếu hắn biết phương thuốc phương thuốc có hại cho thân thể của Triệu Nhu Đình, vì sao còn để cô ta uống thuốc, chẳng lẽ? Trương đại quan nhân nghĩ đến đây thì trong lòng không khỏi rét run. Triệu Nhu Đình nói, theo ý kiến của anh, tôi còn tôi còn sống bao lâu? Khi hỏi, ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào bên trong sân ngựa, nhìn thấy chồng đang cưỡi một con tuấn mã màu đen rong ruổi trên đường băng, chơi với Chu Hưng Quốc rất vui vẻ. Trương Dương nói, Triệu Tổng tuy rằng bị viêm cột sống nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Điều kiện tiên quyết là từ giờ trở đi ngừng uống thuốc, kê lại một phương thuốc khác cho bệnh tình của cô. Triệu Nhu Đình nói, buổi chiều hôm nay tôi phải tới chỗ giáo thụ Trần để tái khám, bí thư trương có muốn đi cùng tôi không? Cô ta nói xong thì ái náy nói bảo, tôi biết, yêu cầu của tôi có chút mạo muội nhưng tôi hoàn toàn không biết gì cả đối với y thuật. chương 2004, Vợ chồng ân ái 3 ngay cả trương đại quan nhân cũng cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác hắn và vợ chồng tạ khôn cử vốn là vốn là hai phía mâu thuẫn đối lập nhưng hiện tại mình lại chủ động nhúng tay vào chuyện của triệu nhu đình giải thích duy nhất chính là y giả như phụ mẫu trương đại quan nhân nhìn thấy tình trạng của triệu nhu đình thì bất chi bất giác sinh ra lòng đồng tình thân là y giả trương đại quan nhân oán hận nhất hính là là có người thông qua y thuật của bản thân để hại người cái này gọi là nhất mã quy nhất mã tuy rằng hắn có bất mãn với vợ chồng tạ khôn cử, nhưng hắn cũng không thể bởi vì chuyện này mà thấy chết mà không cứu được. Chu Hưng Quốc và tạ khôn cử sau khi cưỡi vài vòng vây quanh sân ngựa thì trở lại nhà nghỉ ngơi, Chu Hưng Quốc xoay người xuống ngựa nói, tam đệ, cậu không chơi thử à? Trương Dương cười lắc đầu nói, không được, hôm qua bị trẹo lưng, không chịu nổi sóc này. Từ xa truyền đến tiếng cười vui của cố dưỡng dưỡng và liễu đan thần, hai cô đang đuổi nhau rất vui. Ngồi xuống bên cạnh vợ, Triệu Nhu Đình săn sóc đưa cho hắn một ly trà. Chu Hưng Quốc nói, đúng là khiến cho người ta hâm mộ, cử án Tề Mi, tương kính Như Tân. Tạ Khôn Cử cười nói, thành tựu lớn nhất của đời tôi chính là cưới được Nhu Đình làm vợ. Triệu Nhu Đình mỉm cười, được rồi, đừng ở trước mặt người khác phơi ân ái nữa. Tạ Khôn Cử nói, chúng ta vốn là ân ái, có gì mà ngại. Trương Dương mỉm cười cầm chén trà lên uống một ngụm lúc này trên sân đua ngựa bỗng nhiên xảy ra biến cố, con ngựa mà liễu đan thần ưỡi không biết sao mà bị cây en sợ, cứ nhảy lên nhảy xuống trên đường, liễu đan thần sợ đến nỗi hoa dung thất sắc. Nắm chặt dây cương, hai tay ôm cổ đua ngựa. Chu Hưng Quốc lớn tiếng nói, đừng hoảng, nắm chặt dây cương, hắn còn chưa nói xong thì con ngựa màu đỏ đã thay đổi phương hướng, chạy như điên tới khu nghỉ ngơi, thoải mái phóng qua rào chắn cao chừng một thước ở hai bên đường. Mọi người ở khu nghỉ ngơi vội vàng đứng dậy chạy, sợ bị con ngựa đã phát điên này đụng phải. Trương đại quan nhân buông chén trà, chạy nhanh tới chỗ con ngựa đó. Liễu đan thần mặt trắng bệch, nhìn thấy Trương Dương chạy tới thì kinh hô, tránh ra, anh mau tránh ra. Mắt thấy móng trước của ngựa sắp đạp Ellen người Trương Dương thì Trương đại quan nhân đột nhiên lách người, từ phía trước con ngựa vòng đến cạnh ngựa, tóm lấy dây cương, cùng với một tiếng gầm lên của hắn, con ngựa đua bị giữ chặt, con ngựa hí dài một tiếng, móng trước dựng đứng lên thân ngựa cơ hồ tạo thành góc vuông với mặt đất liễu đan thần kinh hô một tiếng thân hình bị văng ra ngoài trương đại quan nhân tay mắt lanh lẹ ôm lấy cô ta vào lòng một tay vẫn kéo cương ngựa con ngựa đó giãy dụa một lúc phát hiện không thể giãy khỏi trương dương thì cuối cùng cũng bình tĩnh lại trương đại quan nhân thả liễu đan thần xuống sau đó thì kéo dây cương đưa con ngựa tới chỗ mã sư địch danh vọng cũng nghe tin chạy tới sân ngựa tây sơn khai trương lâu như vậy nhưng rất ít xuất hiện loại chuyện này trong ấn tượng của hắn thì một lần là khi trương dương đua ngựa với trần an bang ngựa của trần an bang đột nhiên nổi điên sau đó thì chính là lần này trùng hợp là hai lần trương dương đều ở đây nói cách khác thì hai lần đều có liên quan tới hắn thằng ôn này không hợp mệnh cung với mình à địch danh vọng nói thầm trong lòng nhưng những lời này bất kể là thế nào cũng không thể nói ra được liễu đan thần trải qua phong ba lần này thì tình tự bị ảnh hưởng không sao liền cáo từ rời đi, cố dưỡng dưỡng chủ động đề xuất đưa cô ta đi. Vợ chồng tạ khôn cử cũng cáo lui. Chu Hưng Quốc và Trương Dương đi muộn nhất, trước khi đi, Trương Dương còn đặc biệt nhìn con ngựa đột nhiên nổi điên đó, con ngựa đã bị nhốt trong chuồng, có điều tình tự vẫn rất bất an, nôn nóng đi đi lại lại trong chuồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng hí dài. Mã sư giải thích, bình thường con ngựa này ngoan nhất, không biết hôm nay bị làm sao. Trương Dương thương lượng với hắn một chút rồi vào bên trong chuồng, con ngựa đó nhìn thấy Trương Dương thì tai lập tức dựng thẳng lên, hiển nhiên nhận ra người này vừa rồi đã giữ chặt nó. Trương đại quan nhân giang hai tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, ra hiểu mình không mang theo gì, khi tới gần con ngựa, con ngựa đó bất an bốn vó rậm mạnh, không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trương Dương bước con ngựa tới góc tường, cuối cùng thì đặt tay lên người ngựa. Trương đại quan nhân tuy rằng không chuyên thú y, nhưng đối với phương diện này cũng ít nhiều có hiểu biết, con ngựa đua này rõ ràng đã bị kinh sợ. Trương Dương vuốt đỉnh đầu của nó, một tay thì nhẹ nhàng vuốt ve bầm của nó, con ngựa tựa hồ đã chấn định hơn một chút. Trương Dương dặn dò mã sư, cho nó ít cỏ ăn, tôi thấy gần sân ngựa có không ít, thứ đó chắc sẽ có tác dụng an thần. Chu Hưng Quốc đợi hơn 10 ngoài chuồng mới nhìn thấy Trương Dương ra, hắn có chút tò mò nói, làm sao vậy? Con ngựa đó bị bệnh gì hà? trương dương nói không rõ lắm chắc là bị sợ nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không biết lại không hiểu tiếng ngựa chu hưng quốc cười nói tôi còn tưởng rằng cậu không gì không làm được chuyện này thật sự là kỳ quái vừa rồi đang không có chuyện gì mà chẳng lẽ nó sợ liễu đan thần cậu nói động vật và người có phải thẩm mỹ bất đồng hay không chúng ta thấy xinh đẹp thì động vật lại ảm thấy ngược lại trương dương cười nói sao vậy được những lời này của chu hưng quốc tuy rằng là nói đùa có điều cũng nhắc nhở Trương Dương, hiện trường không hề có bất kỳ thứ gì đáng sợ cả, vậy vì sao con ngựa này lại kinh hãi như vậy, chẳng lẽ thực sự là do liễu đan thần? Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy loại khả năng này cực nhỏ, động vật dù sao cũng không phải là không phải nhân loại, không nói chính xác được khi nào thì dở hơi. Trừ chuyện này ra, Chu Hưng Quốc vẫn rất hài lòng vì cuộc gặp gỡ tối nay, hắn đã tận chức tận trách rồi, Trương Dương và Tạ Khôn Cử cũng đều đã nể mặt. Thân là đại ca, Chu Hưng Quốc vô cùng lo lắng cho vấn đề cá nhân của Trương Dương, buổi trưa hôm ấy, hai huynh đệ sau khi rời khỏi sân ngựa Tây Sơn thì không đi xa mà tới một sơn thôn gần đó uống mấy chén. Chu Hưng Quốc nói, tôi tối nay phải đi rồi. Trương Dương có chút kinh ngạc nói, đi sớm thế à? Anh tối hôm qua mới trở về mà. Chu Hưng Quốc cười nói, lần này trở về, vốn là để điều giải quan hệ giữa cậu và tạ khôn cử, đương nhiên, tôi cũng thuận tiện ký mấy hợp đồng, tôi cũng không giấu gì cậu lần này là nhiệm vụ mà đại ca của tôi giao cho tôi, phải hoàn thành, hắn cũng không muốn cậu và tạ khôn cử quá găng. Trương Dương nói, xem ra về sau gặp tỉnh trưởng Chu, tôi còn phải giải thích với y một phen. Chu Hưng Quốc nói, không cần thiết, chuyện của cậu và tạ khôn cử có thể nói là âm xoa dương thác, hắn cũng không phải là nhầm vào cậu, cậu cũng không phải cố ý sẽ đối phó hắn. Chu Hưng Quốc nhìn rất thấu chuyện này hắn tạm dừng một chút rồi nói giữa cậu và kiều mộng viện có phải đã thành lập quan hệ yêu đương rồi hay không trương dương cười nói vớ vẩn chu hưng quốc nói vậy sao cậu bảo vệ cô ta như vậy hơn nữa tôi nghe nói lần trước kiều lão và ông nội của tôi khi hẹn nhau đi tắm suối nước nóng còn đặc biệt dẫn cả cậu đi nữa trương dương nói hai việc khác nhau tôi thừa nhận kiều lão đối với tôi không tồi tôi đối với mộng viện cũng không tồi chu hưng quốc gật đầu nói huynh đệ Nghe tôi nói một câu, kinh thành là trốn thị phi, sinh tồn ở đây phải giữ đầu óc tỉnh táo, chuyện chúng ta nhìn thấy thường thường chỉ là mặt ngoài, sau lưng có rất nhiều chuyện phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Trương Dương nói, lần này tạ khôn cử là nhằm vào Kiều Mộng Việt, hắn đỗ lỗi chuyện tạ khôn thành không thể lên làm bí thư thị ủy Tân Hải lên trên người Kiều Gia, cho nên mới tới đài triển lãm của Tân Hải đập phá, muốn thấy Mộng viện mất mặt, dùng phương thức này để hả giận, chỉ là hắn không ngờ tôi lại tìm tận người hắn chu hưng quốc nói thật ra rất nhiều chuyện không cần thiết phải truy cứu tới cùng trong lòng biết mọi người biết rõ là được rồi vạch trần ra thì ai cũng khó coi trương dương nói anh lần này trở về khuyên tôi nhân nhượng cho khỏi phiền chính là không muốn tôi làm lớn chuyện này chu hưng quốc nói cậu là huynh đệ của tôi hai huynh đệ tạ khôn thành cũng quan hệ không tầm thường với chu gia chúng tôi có thể nói là không khác gì thân nhân các anh nếu xảy ra mâu thuẫn thì tôi cũng rất khó xử trương dương gật đầu hắn có thể thông cảm cho nỗi khổ của chu hưng quốc cầm chén rượu lên nói đại ca anh yên tâm tôi nếu đã đáp ứng anh thì sẽ không tiếp tục nhầm vào hắn nữa chu hưng quốc nói tôi tin cậu cậu cũng yên tâm tạ khôn cử bên kia tôi đã nói với hắn rồi về sau hắn cũng sẽ không làm bất kỳ nhầm vào chuyện của cậu nữa hai người sau khi uống chén thì trương dương lại nói tình cảm của vợ chồng tạ khôn cử và triệu nhu đình thế nào chu hưng quốc bị hắn hỏi cho ngớ người rất tốt sao thế trương dương nói không có gì tôi chỉ là cảm giác hai vợ chồng bọn họ ở trước mặt người khác biểu hiện rất ân ái nhưng chuyện gì cũng tốt quá hóa cùi bắp cảm thấy luôn như có thành phần biểu diễn vậy chu hưng quốc cười nói thằng nhóc cậu hiện tại có phải tâm lý không bình hành hay không bởi vì tình cảm của mình xảy ra vấn đề cho nên không nhìn được người khác ân ái trương đại quan nhân cười nói lão đại tôi biến thái như vậy ư tôi thừa nhận, tình cảm của tôi quả thực gặp phiền toái, có điều tôi cũng không đến mức nhìn thấy người khác ân ái thì cửu thị đâu. Cảm giác mà hai vợ chồng bọn họ tả cho tôi chính là như vậy đấy, bên ngoài nhìn thì vô cùng ân ái, tương kính như tân. Nhưng vẫn thấy có điều gì kỳ quái, đúng rồi, tuổi của bọn họ cũng không còn trẻ nữa rồi. Có con chưa? chương 2005, vợ chồng ân ái 4 Câu này của hắn vừa hay hỏi cho Chu Hưng Quốc nghẹn lời, Chu Hưng Quốc lắc đầu, bọn họ kết hôn cũng đã hơn 10 năm, đúng vậy, vẫn chưa có con. Trương Dương nói, anh nói bọn họ điều tính là sự nghiệp có thành tựu rồi đúng không? Hai vợ chồng kết hôn nhiều năm như vậy rồi vì sao vẫn chưa có con? Là một phía có vấn đề hay là bản thân bọn họ không muốn? Chu Hưng Quốc nói, tôi nói này, thằng nhóc cậu có phải rảnh quá hay khôn? Hai vợ chồng người ta có muốn có con hay không thì liên quan chó gì tới cậu? Trương đại quan nhân nghe hắn nói như vậy thì không khỏi bật cười hắc hắc, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Trong lòng hắn thì lại thầm nghĩ, chẳng lẽ viêm cột sống tính tê cứng của Triệu Nhu Đình là nguyên nhân khiến hai người bọn họ không có con ư? Nói, chuyện của cậu và Văn Hạo Nam tôi cũng có nghe nói. Trương Dương cười nói, nghe nói gì? Chu Hưng Quốc nói, tôi nghe nói hắn đã coi cậu là người tình nhi bắt cóc Sophia. Trương Dương nói, tôi chuyện đã nói rõ ràng rồi, chỉ là hiểu lầm thôi về mâu thuẫn giữa hắn và Văn Hạo Nam, hắn không muốn nói nhiều. Chu Hưng Quốc nhìn thấy hắn không muốn nhắc tới thì cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Trương Dương và Chu Hưng Dân buổi trưa thì chia tay, hắn trực tiếp tới sở nghiên cứu y học truyền thống Trung Hoa, Trần Đình Đông cứ buổi chiều thứ ba thì tới đây tham gia thảo luận học thuật, bình thường hắn ở bệnh viện cũng rất bận rộn, Triệu Nhu Đình đến chỗ hắn là nhờ tạ khôn cử đã hẹn trước giúp cô ta, tạ khôn thành còn có việc nên không thể đi cùng cô ta cho nên Triệu Nhu Đình mới mời Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân sở dĩ đáp ứng tới đây, một nửa là xuất phát từ lòng đồng tình, còn một nửa là xuất phát từ từ tò mò. Vị giáo thụ Trần Đình đông tiếng tăm lừng lẫy trong giới trung y này vì sao lại kê cho Triệu Nhu Đình một đơn thuốc vô ích. Hắn rốt cuộc là y thuật bản thân có vấn đề hay là hắn hay là hắn căn bản có mưu đồ khác. Trương Dương tới bãi đỗ xe ngoài cửa sở nghiên cứu, nhìn thấy Triệu Nhu Đình đứng trước một chiếc bó màu đen, cô ta đã tới được một lúc rồi, nhìn thấy trương dương đến cô ta gật đầu với trương dương bởi vì trên mặt đeo một cái kính dâm rất to cho nên trương đại quan nhân không nhìn rõ vẻ mặt của cô ta triệu nhu đình nói bí thư trương cảm ơn vì anh đã tới trương đại quan nhân cười nói triệu tổng cô đừng khách khí khách khí gọi tôi là trương dương đi thật sự không được thì gọi tôi là tiểu trương cũng được hắn nhìn nhìn chung quanh cố ý nói tạ tổng không tới à triệu nhu đình nói tôi tới một mình cô ta không hề giải thích nguyên nhân tạ khôn cử không tới trương dương cùng cô ta đi vào ký túc xá của sở nghiên cứu y học trung hoa triệu nhu đình nói nơi này tập trung một số tinh anh có ảnh hưởng nhất của giới giáo dục trung y trong nước trừ nhân viên công tác cố định ra thì rất nhiều chuyên gia cũng có văn phòng ở đây bình thường sẽ không định kỳ thảo luận và trao đổi với nhau trương đại quan nhân gật đầu nói tôi chưa từng nghe nói tới nơi này triệu nhu đình nói trong nước có rất nhiều cơ cấu học thuật có điều đại bộ phận trong đó đều nuôi một đám tài trí bình thường lừa dối sống qua ngày. Trương Dương cười nói, nếu có thể được gọi là chuyên gia thì chắc hẳn vẫn có tiêu chuẩn nhất định. Triệu Nhu Đình nói, tôi nghĩ trong tòa nhà này, không ai có thể chỉ dựa vào khứu giác là có thể phán đoán ra thành phần của dược vật như anh. Trương đại quan nhân cười ha ha, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Triệu Nhu Đình không tin đây là trùng hợp, Trương Dương không nghi ngờ gì nữa là một vị cao thủ quốc y thâm tàng bất lộ. Cô ta nói với Trương Dương, lát nữa tới văn phòng của hắn, tôi sẽ nói anh là lái xe của tôi, anh xem giúp tôi hắn có phải có vấn đề hay không nhé. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, Triệu Nhu Đình bởi vì lời nói của mình mà đã hoài nghi vị chuyên gia này, phải nói là cô ta cũng đã hoài nghi đối với Tạ Khôn Cử, Phương thuốc Trương đại quan nhân thực sự là vô tâm, nếu không phải trong lúc vô ý đọc ra bí mật phương thuốc thì hắn cũng không biết đôi vợ chồng nhìn thì ân ái Triệu Nhu Đình và Tạ Khôn Cử này lại chỉ chẳng qua là vẻ bề ngoài. Triệu Nhu Đình dẫn Trương Dương tới văn phòng của Trần Đình Đông ở tầng 5, Trần Đình Đông đang nói chuyện phiếm với một vị người trung niên sắc mặt hồng nhuận trong phòng, nhìn thấy Triệu Nhu Đình tiến vào, Trần Đình Đông mỉm cười gật đầu, chuyên gia chính là có khí phách của chuyên gia, tuy rằng Triệu Nhu Đình có tiền có thế, nhưng ở trong mắt Trần Đình Đông thì cô vẫn chỉ là một bệnh nhân. Triệu Nhu Đình mỉm cười nói, chào giáo thụ Trần. Người trung niên vừa rồi đang nói chuyện phiếm với Trần Đình Đông đứng dậy nói, giáo thụ Trần đã có khách thì tôi xin cáo từ trước. Trần Đình Đông nói, "Giáo thủ Tiền đừng đi vội, vừa hay anh cũng ở đây, giúp cùng chẩn đoán cho Triệu tổng một chút." Người trung niên đó gật đầu, Trần Đình Đông giới thiệu hắn với Triệu Nhu Đình, "Vị này là khí công đại sư đại danh lừng lẫy trong nước Tiền Long tiên sinh." Trương đại quan nhân nghe thấy hai chữ Tiền Long thì không khỏi lưu ý người trung niên đó, trước đây hắn tuy rằng chưa từng gặp Tiền Long, nhưng đồ đệ Chu Hồng Quan của Tiền Long thì hắn đã lĩnh giáo qua rồi, lúc trước Chu Hồng Quan chữa bệnh cho Tiêu Quốc Thành Suýt nữa thì giết chết Tiêu Quốc Thành, may mắn Trương Dương xuất hiện kịp thời cứu Tiêu Quốc Thành một mạng. Trong ấn tượng của Trương đại quan nhân thì Chu Hồng quan chính là hạng giang hồ bịp bợm, chắc hẳn sư phụ của chẳng hơn được là bao. Triệu Nhu Đình cũng giới thiệu Trương Dương với bọn họ không biết không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không có nói Trương Dương là lái xe của cô ta, mà là nói Trương Dương là em họ của cô ta. Hai vị chuyên gia tất nhiên sẽ không truy hỏi tới cùng thân phận của Trương Dương, Trần Đình Đông trước tiên bắt mạch cho Triệu Nhu Đình. Trương đại quan nhân từ thủ pháp bắt mạch của Trần Đình Đông đã nhìn ra người này cũng rất có tiêu chuẩn. Trần Đình Đông khép hờ, trao mày, ngón tay đặt lên mạch môn của Triệu Nhu Đình, bộ dạng suy tư, ước chừng 2 phút sau thì hắn buông tay Triệu Nhu Đình ra rồi nói khẽ Triệu Tổng, cô vẫn chưa uống thú như tôi dặn. Triệu Nhu Đình chưa nói gì thì Trương Dương phía sau cô ta đã cảm thấy ngạc nhiên, cái khác không nói, Trần Đình Đông này chỉ từ mạch của Triệu Nhu Đình đã có thể suy đoán ra cô ta không uống thuốc dựa theo lời dặn của bác sĩ, Đủ để chứng minh y thuật của hắn rất cao, nếu nói như vậy, động cơ hắn kê phương thuốc này cho Triệu Nhu Đình rất khiến người ta hoài nghi. Triệu Nhu Đình nói, hôm nay công tác bận quá, tôi quên. Giọng nói của cô ta rất bình thản, tựa hồ căn bản không để bệnh tình mình ở trong lòng. Trần Đình Đông nói, Triệu tổng, thật không dám giấu, lúc trước tôi là không muốn chữa bệnh cho cô đâu, bởi vì đối với có chữa khỏi cho cô hay không tôi quả thực không nắm chắc lắm, là Tạ tổng ba lần bảy lượt đăng môn dùng thành ý của hắn để đả động tôi, nên tôi mới đáp ứng thử một lần, cô còn nhớ yêu cầu của tôi lúc trước không? Triệu Nhu Đình nói, nhớ rõ chưa, lúc trước giáo thụ Trần chỉ yêu cầu tôi một chuyện, chính là bảo tôi nhất định phải cần tuân lời dặn của bác sĩ, phải dựa theo yêu cầu của ngài mà uống thuốc. Trần Đình Đông mặt lộ vẻ không vui, thì ra Triệu Tổng vẫn nhớ rõ. Triệu Nhu Đình nói, giáo thụ Trần, xin lỗi, hôm nay thật sự là bận quá cho nên tôi mới quên trần đình đông nói thân thể là của cô cô trăm ngàn lần đừng có lơ là cô không cần phải xin lỗi tôi chỉ là làm vậy thì rất không phải với nỗi khổ tâm của tả tổng trương đại quan nhân nghe đến đây thì mắng thầm trong lòng chuyên gia trần này đúng là không ra gì đơn thuốc mà anh kê là gì vậy căn bản chính là muốn lấy mạng của bệnh nhân con mẹ nó chuyên gia cái cục cứt đúng là nỗi bại hoại của y học trần đình đông nói với tiền long tiền tiên sinh anh cũng khám cho triệu tổng đi Tiền Long gật đầu, Triệu Nhu Đình đưa tay ra đặt lên gối khám. Trương Dương vốn đã định nghĩ hắn là một kẻ lừa đảo, nhưng không ngờ thủ pháp bắt mạch của Tiền Long cũng khá chuyên nghiệp. Trương Đại Quan Nhân cố ý trêu đùa tên này, chân trái không giấu vết để kề sát mắt cá chân phải của Triệu Nhu Đình. Triệu Nhu Đình hơi ngẩn ra, cảm thấy một cỗ nhiệt lưu dọc theo phần chân của cô ta trong nháy mắt đã chảy về phía kinh mạch toàn thân. Tim cô ta đột nhiên đập mạnh, Trương Đại Quan Nhân thì thản nhiên như không, vẫn ngồi bên cạnh tựa hồ tất cả không hề liên quan gì tới hắn tiền long tất nhiên cảm thấy mạch tượng đột nhiên biến hóa ánh mắt của ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc ngón tay cũng không tự chủ được mà ấn thêm xuống triệu nhu đình lúc này cảm thấy chỗ trương dương để sát mắt cá chân của mình có một dòng khí nóng rực rồi trở nên thanh lạnh tim đang đập mạnh lại trở nên từ từ tiền long trợn trừng mắt mạch đập của càng ngày càng chậm dần dần trở nên cực kỳ bé nhỏ gần như không thể nghe thấy tiền long tự thấy kiến thức rộng rãi nhưng loại mạch tưởng kỳ quái này hắn căn bản chính là chưa bao giờ nghe thấy. Một lát sau thì buông mạch môn của Triệu Nhu Đình ra, môi mím chặt. Trần Đình Đông nói, tiền tiên sinh thấy thế nào? Tiền Long thở dài nói, thứ cho tôi nói thẳng, bệnh của Triệu Tổng rất nặng. Lúc này Trương Dương đã rụt chân về. chương 2006, lừa đời lấy tiếng một. Biết Trương Dương vừa rồi nhất định là đã động tay động chân, cô ta cười nói, tôi rất rõ ràng tình huống của mình, loại bệnh này đến bây giờ vẫn chưa có phương pháp đối với triệt đề. Trần Đình Đông nói, triệu tổng, bệnh tình của cô phát triển rất nhanh, gần đây có phải thường xuyên cảm thấy tứ chi đau đớn hay không, hoạt động của phần cổ cũng bị hạn chế. Triệu Nhu Đình nói, vâng, bắt đầu từ năm nay hình như nghiêm trọng hơn trước đây một chút. Trần Đình Đông nói, viêm cột sống tính tê cứng chính là như vậy, bệnh tình lúc đầu thì tiến triển thong thả, nhưng về sau sẽ càng ngày càng nặng. Tiền Long ngắt lời, tôi thấy Triệu Tổng không chỉ mắc một loại bệnh này thôi đâu. Triệu Nhu Đình nói, tiền tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút không? Tiền Long nói, bất kỳ tật bệnh nào cũng đều phức tạp, lúc ban đầu thì biểu hiện của bệnh tình chỉ có một, nhưng đến hậu kỳ sẽ sinh ra đủ loại chứng bệnh, cũng chính là bệnh biến chứng thường nói, tôi thấy Triệu Tổng đã có bệnh biến chứng rồi. Trương Đại Quan Nhân mắng thầm trong lòng, biến chứng cái thẳng bố mày triệu nhu đình nói theo ý kiến của tiền tiên sinh thì tôi hiện tại nên trị liệu như thế nào tiền long nói phương diện dùng thuốc thì tôi không phải là hành gia nhưng ở phương diện châm cứu khí công thì vẫn có chút nghiên cứu triệu tổng nếu nguyện ý thì tôi có thể dùng khí công để giúp cô giảm bớt một chút bệnh trạng xuất hiện trước mắt triệu nhu đình nói thật sự có thể ư tiền long nói đương nhiên là có thể có điều tôi gần đây thật sự có rất ít thời gian rất nhiều lãnh đạo của kinh thành đều mời tôi tới trị liệu giúp họ Tháng sau tôi còn phải tới Hong Kong dạy học. Triệu Nhu Đình ở thương trường nhiều năm, người nào mà chưa từng gặp qua, vừa nghe vậy là biết Tiền Long muốn đòi tiền, nói khẽ tiền tiên sinh, chỉ cần anh giúp tôi giảm bớt bệnh trạng thì tôi có thể dùng số tiền lớn để cảm tạ. Tiền Long nghiêm mặt, nhìn thì rất nghiêm trang, Triệu tổng nói như vậy thì không đúng rồi. Chị bệnh cứu người chính là bổn phận của y giả chúng tôi, cô cho rằng chúng tôi rất quan tâm tới tiền ư? Triệu Nhu Đình áy náy nói, tiền tiên sinh đừng hiểu lầm tôi thực sự không phải có ý này lúc này trần đình đông lại tiến hành điều chỉnh phương thuốc trương đại quan nhân đứng ở bên cạnh nhìn phương thuốc mà trần đình đông này kê căn bản là một phương thuốc lấy mạng người người thường thì sẽ không nhìn ra nhưng ở trong mắt trương đại quan nhân thì phương thuốc này quả thực chỗ nào cũng có vấn đề trần đình đông và triệu nhu đình rốt cuộc có cửu hận gì mà sao lại muốn lợi dụng loại phương pháp này để dồn cô ta vào chỗ chết tiền long lại nói triệu tổng đừng nhắc tới chuyện tiền tôi chữa bệnh cho triệu tổng là vì nể mặt giáo thụ trần, nếu không có hiệu quả thì tôi sẽ không lấy một xu. Những lời này rõ ràng là đang nói, nếu hữu hiệu thì tôi đòi bao nhiêu tiền cô cũng phải chi. Trương đại quan nhân thật sự không chịu nổi thằng cha này nữa rồi, ngắt lời, khí công sư chắc không phải là người hành y chứ. Tiền Long hiển nhiên bị những lời này của hắn làm tức giận người trẻ tuổi. Anh thì biết cái gì, khí công là một bộ phận của y học truyền thống của quốc gia của ta trương đại quan nhân nói vị này tiền đại sư này tôi muốn hỏi một chút khí công mà ngài gọi thực chất là gì tiền long nói anh có từng xem phi võ hiệp không đăng bình độ thủy đập gạch như bùn tất cả là khí công đó trương dương nói tôi có chút minh bạch rồi nhưng tiền đại sư à ngài có thể nói cho tôi biết hay không khí công chữa bệnh như thế nào không tiền long nói khí công cũng chia làm rất nhiều cảnh giới khí công sư luyện đến cảnh giới đỉnh phong thì có thể xuyên thấu qua ra để nhìn thấy nội tại. Trương đại quan nhân nói, đó chẳng phải là nói, tôi ở trước mặt tiền đại sư chẳng khác gì không mặc quần áo ư. Triệu Nhu Đình bị thằng cha này khiến cho bật cười, nhưng cô ta sau khi cười ra tiếng thì lập tức hai má đỏ lên, Trương Dương nói như vậy, chẳng phải là chẳng khác nào cô ta cũng vậy ư, nếu Tiền Long có bản sự như vậy, mình chẳng phải là để hắn nhìn thấy hết rồi à. Tiền Long là người từng trải, làm sao có thể không nghe ra Trương Dương đang trêu chọc mình. Hắn bất mãn nhìn Trương Dương một cái rồi nói, người trẻ tuổi, anh là một người thường thì không thể hiểu được sự huyền diệu của khí công đâu, anh đưa tay ra đây. Trương đại quan nhân đưa tay ra, Tiền Long vươn ngón trỏ tay phải lăng không vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay của Trương Dương, đầu ngón tay vẫn để cách lòng bàn tay của Trương Dương khoảng cách 10 ly, hắn vừa vẽ vừa nói, nhắm mắt lại. Anh có phải cảm giác lòng bàn tay của mình có chút nóng lên hay không? trương đại quan nhân trước giờ cũng không phải là đứa nhỏ nghe lời đối phương càng bảo hắn nhắm mắt thì hắn càng nhìn chầm chầm vào mắt tiền long ngón tay của tiền long thủy chung chậm rãi chuyển động mắt lộ ra quang mang hiền lành ôn hòa khiến cho người ta thoạt nhìn thì cực kỳ thoải mái trương đại quan nhân bỗng nhiên ý thức được người trước mắt không ngờ là một vị cao thủ thôi miên với định lực của trương đại quan nhân ai muốn thôi miên hắn thực sự là khó như lên trời trương dương bình tĩnh nhìn tiền long tiền long nói anh có phải cảm giác lòng bàn tay bắt đầu nóng lên hay không trương đại quan nhân gật đầu nói có chút tiền long bật cười thật ra trương dương không muốn nhắm mắt lại với hắn mà nói thì là rất tốt hắn là đại sư thôi miên thuật thôi miên nói trắng ra chính là làm ảnh hưởng tới tâm lý của người ta khiến cho ý thức của người ta bất trí bất giác lâm vào bị động đến cuối cùng thì phân không rõ là thật hay là ảo giác tiền long lại nói hiện tại anh cẩn thận cảm thụ một chút lòng bàn tay của anh có phải có một cỗ lốc xoáy ấm áp đang xoay chuyển hay không tay hắn đã dừng động tác trương đại quan nhân mỉm cười nói có hình như càng lúc càng nóng cỗ lốc xoáy này càng chuyển càng nhanh tiền long cười nói có phải cảm giác lòng bàn tay tựa hồ sinh ra một cái lỗ hay không trương dương nói đâu chỉ lòng bàn tay tôi cảm thấy hai mắt của mình cũng đang xoay tròn nhìn thấy hai đám mây đang xoay tiền long mừng thầm trong lòng không ngờ ý chí của thằng cha này bạc nhược như vậy mình chỉ thoáng ám chỉ một chút thằng cha này đã thành công bị thôi miên rồi hắn nhìn vào mắt trương dương nhìn thấy vẻ mặt của trương dương tựa cười mà như không phải cười nhưng khi ánh mắt hắn và ánh mắt trương dương chạm nhau cảm giác ánh mắt đối phương giống như nam châm đang hấp dẫn hắn ánh mắt của trương dương tựa hồ đang xoay tròn quay chung quanh đồng tử của hắn cảnh vật bắt đầu trở nên mơ hồ và vặn vẹo xoay tròn trước mắt tiền long đã không nhìn rõ được cảnh vật cụ thể chỉ nhìn thấy hai luồng ánh sáng ngọc rực rỡ. Tiền Long không nói gì nữa, ngơ ngác nhìn Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, Tiền Đại Sư, có phải rất đẹp không? Tiền Long ngơ ngác nói, rất đẹp, đẹp lắm, thằng cha này có vẻ mặt nhởn nhơ. Trần Đình Đông đã kê xong phương thuốc, lúc này hắn cũng không hề chú ý tới đối thoại của Tiền Long và Trương Dương, nhìn thấy vẻ mặt của Tiền Long có chút khác thường thì lúc này mới cảm thấy có chút không đúng, vỗ vỗ vai Tiền Long, Tiền Huynh, anh sao thế? chương 2007, lừa đời lấy tiếng khai. Tiền Long nói, rất đẹp, thực sự rất đẹp. Trương Dương nói, tiền đại sư, giáo thụ Trần đang gọi anh kìa, hắn bảo anh khám bệnh cho triệu tổng. Tiền Long nói, tôi nào có biết khám bệnh, tôi chỉ là biết một chút thuật thôi miên, khiến cho người ta sinh ra ảo giác, phân không rõ thật giả thôi. Đình Đông, anh bảo tôi giúp thôi miên triệu nhu đình, chỉ cho tôi 20 vạn, số tiền này có phải quá ít hay không? Trần Đình Đông trợn mắt há hốc miệng, Triệu Nhu Đình đã tức giận đến nỗi mặt trắng bệch. Trương Dương nói, anh nói bậy, giáo thụ Trần không thể làm như vậy. Tiền Long nói, tôi sao phải nói bậy, lão Trần à lão Trần, hai vợ chồng Triệu Nhu Đình có tiền như vậy, anh khẳng định đã kiếm được không ít từ chỗ họ, hiện tại chỉ cho tôi 20 vạn, anh coi tôi là gì? Đi xin cơm à, Tiền Long khi nói chuyện thì ánh mắt dại đi, căn bản không nhìn Trần Đình Đông, nếu không phải hắn đang mở to mắt thì khẳng định sẽ cho rằng thằng cha này đang nói mớ trần đình đông nghe thấy tiền long nói như vậy thì sắc mặt trở nên khó coi hơn hắn lớn tiếng nói tiền huynh anh đùa quá trớn rồi trương dương nói giáo thụ trần anh cho rằng tiền long thực sự đang nói đùa ư trần đình đông căm tức nhìn trương dương anh là ai trương đại quan nhân mỉm cười nói anh không biết tôi à tôi cảm thấy chúng ta hình như đã gặp mặt ở đâu rồi Trần Đình Đông nhìn vào mắt hắn, chỉ cảm thấy nụ cười của nụ cười tràn ngập ma lực, sau khi nhìn thì ánh mắt hắn cũng không thể rời khỏi mắt Trương Dương được, trong lòng hắn biết bất diệu rồi, muốn lảng tránh ánh mắt của Trương Dương, nhưng không làm được. Trương Dương nói ớ, giáo thụ Trần, phương thuốc này hình như có chút vấn đề. Trần Đình Đông nói, không có vấn đề. Anh nói dối, giờ đã là lúc nào rồi, anh sao còn không chịu nói thật. Anh là một bác sĩ, lương y như từ mẫu, có thể lợi dụng y thuật của mình để làm sang làm bậy. Trần Đình Đông nói tôi, tôi, ý thức của hắn dần dần mất khống chế, trong đầu có một giọng nói đang không ngừng thúc giục hắn nói ra chân tướng. Trương Dương nói có phải có người bức anh hay không? Trên mặt Trần Đình Đông lộ ra vẻ cực kỳ khổ sở, hai tay hắn che miệng nói tôi không dám không nghe hắn phân phó, tôi, tôi có chứng cứ bị hắn nắm ở trong tay. Trương Dương thở dài nói, hắn là ai? Trần Đình Đông nói: "Tạ Khôn Cử, hắn, hắn, hắn tìm nữ nhân dụ tôi, chụp được ảnh và ghi hình tôi, lấy những cái này ra để áp chế tôi, bắt tôi động tay động chân vào phương thuốc. Tôi biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng tôi không có cách nào cả. Tôi bảo Tiền Long tới đây giúp, là vì tôi biết hắn tham tài, có cơ hội tiền hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Triệu Nhu Đình nếu vạn nhất chết rồi, tôi cũng có thêm một lý do để đùn đẩy." triệu nhu đình nghe thấy phiên đối thoại của hai người thì thật sự là lạnh lòng không ngờ chồng mình ở sau lưng bày ra mưu kế âm độc như vậy căn bản chỉ ước sao mình chết cho sớm trương dương sau khi biết nội tình thì cũng không khỏi sinh ra vài phần đồng tình với triệu nhu đình hắn dùng truyền âm nhập mật nói với triệu nhu đình cô yên tâm hai người bọn họ căn bản sẽ không nhớ mình đã nói gì đâu triệu nhu đình cố nén bi thương trong lòng nói thật ư trương dương gật đầu hắn lớn tiếng ho khan một tiếng, Trần Đình Đông và Tiền Long trước sau tỉnh táo lại, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ vô cùng bối rối, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, không nhớ nổi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương nói, giáo thụ Trần, chị họ của chị họ cứ dựa theo phương thuốc này mà dùng ư. Trần Đình Đông dây dây chán, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, nhưng không thể nhớ được bất kỳ chi tiết nào, hắn cười nói, đúng rồi. Tôi đã tiến hành điều chỉnh phương thuốc càng thích hợp với bệnh tình của Triệu Tổng hơn, lần này nhất định phải nhớ kỹ, trăm ngàn đừng quên uống thuốc. Tiền Long không mất không mất đi bản sắc lừa đảo của hắn, mỉm cười nói, triệu tổng, tôi cũng có thể giúp cô tiến hành trị liệu khí công, có điều thời gian của tôi cũng không nhiều. Triệu Nhu Đình nhìn thấy hai người không nhắc tới một chữ nào về chuyện vừa rồi thì lúc này mới tin lời nói của Trương Dương, đối với bản lĩnh của Trương Dương cũng phục tới sát đất. Cô ta lắc đầu lộ ra vẻ buồn chán nói kẽ tiền đại sư nếu bận như vậy thì tôi sao không biết xấu hổ mà làm phiền ngài thôi, sinh tử có số, giàu sang nhờ trời, tôi cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tiền Long vốn cho rằng cô ta khẳng định sẽ nhận đề nghị của mình, không ngờ vừa bước vào được một bước lại bị người ta đá trở về, cho dù hắn nhanh mồm nhanh miệng thì lúc này cũng trở nên cứng họng. khi đang định lên tiếng thì Triệu Nhu Đình đã đứng dậy cáo từ. Triệu Nhu Đình tuyệt đối là nữ nhân kiên cường, trước mặt người khác một giọt nước mắt cũng không chảy xuống, cô ta lên xe có thể thao màu đen của mình, Lái ra khỏi sở nghiên cứu y học truyền thống Trung Hoa, Trương Đại Quan Nhân lo lắng cô ta có chuyện nên đi theo sau. Triệu Nhu Đình lái xe tới gần Miếu Lạt Ma thì xuống ô tô, nhìn thấy Trương Dương đi theo, cô ta gật đầu, không hề đi vào cửa miếu mà là chậm rãi đi dọc theo tường đỏ của Miếu Lạt Ma, nhìn pháp không ngừng chuyển động trong gió một đôi một đôi mắt đẹp trở nên mờ mịt lạnh lẽo. Trương Đại Quan Nhân thật sự không thể tưởng tượng được đôi vợ chồng trước mặt người khác thì cầm sắt hợp minh Sao tình cảm lại chuyển biến xấu tới loại tình trạng này, Tạ Khôn Cử không ngờ những đưa Triệu Nhu Đình vào chỗ chết. Triệu Nhu Đình đi một đoạn mới nói khẽ, anh có phải cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn đối đãi với tôi như vậy hay không? Trương Dương nói, đối với chuyện riêng tư của cho người khác tôi cũng không có hứng thú. Triệu Nhu Đình thở dài nói, tôi hôm nay mới cảm thấy mình sống quá bi ai, không ngờ ngay cả người để chia sẻ tâm sự cũng không có. Trương Dương nói, tôi không ngại cũng làm một người nghe. Đương nhiên, nếu cô tin tôi. Triệu Nhu Đình nhìn Trương Dương một cái, bỗng nhiên cảm thấy thế sự trêu người, trước hôm nay cô ta bất kể là như thế nào cũng không ngờ sẽ có thiện cảm với người khiến mình tự dưng mất đi 400 triệu này, nhưng hiện tại cô ta lại cảm thấy Trương Dương là một người đáng tin cậy, nói, tình cảm của hao vợ chồng chúng tôi cũng không tốt như ngoài mặt, lúc trước chúng tôi chính là một cuộc hôn nhân chính trị, người xuất thân giống như chúng tôi, hôn nhân như vậy là rất thường thấy. Cô ta thở dài nói, anh chắc có thể lý giải, anh và Sở Yên Nhiên cũng giống như chúng tôi. Trương Đại Quan Nhân nói, chúng tôi khác, chúng tôi là thật lòng yêu nhau. Triệu Nhu Đình cười ha ha, nói thật lòng yêu nhau ư? Vậy vì sao lại chia tay? Trương Đại Quan Nhân á khẩu không trả lời được. Triệu Nhu Đình, Triệu Nhu Đình, trên đời này căn bản không có cái gì gọi là chữ yêu cả, giữa người và người chỉ là trao đổi lợi ích với hình thức bất đồng mà thôi tôi và tạ khôn cử kết hôn nhiều năm như vậy, tôi sớm đã tiếp nhận hiện thực hiện thực, nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ, hắn đối với tôi ngay cả một chút ít tình cảm cũng không có. Trương Dương nói, cho dù là tình cảm không tốt thì hắn cũng không có lý do để làm như vậy. chương 2008, lừa đời lấy tiếng 3 Triệu Nhu Đình nói, 5 năm, năm trước hắn từng phản bội tôi, tôi và hắn kết hôn nhiều năm như vậy mà Thủy Trung không thể sinh hạ một đứa con nào cho hắn, sau mấy năm kết hôn hắn đối với tôi trở nên càng ngày càng lãnh đạm về sau tôi phát hiện hắn ở sau lưng tôi nuôi một nữ nhân ở bên ngoài nữ nhân đó còn có bầu nói tới đây ngực triệu nhu đình phập phồng kịch liệt tình tự của cô ta rõ ràng trở nên kích động cô tạo oán hận nói tôi không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này phát sinh tôi tìm tới nữ nhân đó bắt cô ta phải rời khỏi tạ khôn thành tôi cho cô ta tiền diệt nhiệt chủng đó trương dương không nói gì nhìn thấy vẻ mặt đố kỵ của triệu nhu đình bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, nữ nhân một khi ghen ghét thực sự là vô cùng đáng sợ. Ngẫm lại mình có nhiều hồng nhan như vậy, làm sao mới có thể khiến họ tưởng an vô sự, ở chung hòa hợp với nhau, thực sự là nan đề. Triệu Nhu Đình nói, tạ khôn cử sau khi biết chuyện này thì xin lỗi tôi, khóc lóc thẳng thắn thành khẩn nhận sai với tôi, vốn tôi đã quyết định ly hôn với hắn, hắn dù xin lỗi cũng không thể khiến tôi mềm lòng. Nhưng tôi cuối cùng vẫn không ly hôn, bởi vì gia đình, chúng tôi phải duy hộ đoạn hôn nhân này. Triệu Nhu Đình lắc đầu, nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Nhưng cô ta vẫn không rơi nước mặt, không ngờ, hắn chưa bao giờ quên chuyện đó, hắn vẫn luôn hận tôi. Trương Dương nói, Triệu Tổng, thật ra bệnh tình của cô cũng không đến mức không có thuốc nào cứu được, chỉ là tìm sai bác sĩ thôi. Triệu Nhu Đình nói, mấy năm nay, chúng tôi trước mặt người khác thì giả vờ vô cùng ân ái, nhưng ở bên trong lại như người anh lạ, Hắn ở trước mặt tôi thì tuy rằng ân ái săn sóc, nhưng trong lòng chúng tôi thủy chung có một loại cảm giác xa cách không nói lên lời. Trương Dương nói khẽ cô định làm như thế nào? Triệu Nhu Đình nói, không biết, tôi cần suy nghĩ một chút. Trương Dương đưa phương thuốc đã viết từ trước cho Triệu Nhu Đình, phương thuốc này là tôi căn cứ vào bệnh tình của cô mà kê, cô chỉ cần kiên trì uống thuốc thì trong nửa năm bệnh tình chắc sẽ có chuyển biến tốt. Triệu Nhu Đình phương thuốc rồi nhìn nhìn trương dương nói cô không cần lo lắng tôi sẽ hại cô triệu nhu đình nói anh hiểu lầm rồi anh giúp tôi nhiều như vậy tôi cũng không biết nên cảm tạ anh như thế nào trương dương nói không có gì mà phải cảm tạ con người tôi thích xen vào việc của người khác nhìn thấy chuyện không vừa mắt là luôn muốn nhúng tay vào cô yên tâm chuyện hôm nay tôi sẽ giữ bí mật triệu nhu đình nhẹ giọng thở dài anh là một người tốt về sau ở kinh thành có bất kỳ chuyện gì cần giúp thì anh chỉ cần nói một tiếng, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức." Trương Dương mỉm cười nói, "Triệu tổng, tôi giúp cô không phải vì muốn hồi báo, đương nhiên, tôi cũng không phải cố ý muốn thông qua chuyện này để phá hoại quan hệ vợ chồng của hai người." Triệu Nhu Đình gật đầu nói, "Tôi hiểu." Di động của cô ta bỗng nhiên đổ chuông, điện thoại là Tạ Khôn Thành gọi tới, Triệu Nhu Đình khi nói chuyện giọng nói vẫn rất ôn nhu, nếu không phải đứng bên cạnh cô ta nhìn thấy vẻ mặt âm lãnh của cô ta thì thật khó tưởng tượng lúc này nội tâm của cô ta đang suy nghĩ gì. Trương đại quan nhân trong lòng thầm than, lần này tạ khôn cử chịu khổ rồi, trước đây hắn luôn có âm mưu muốn ra hại triệu nhu đình, hiện tại bởi vì sự tham gia của mình. Triệu nhu đình biến bị động thành chủ động, tạ khôn cử không biết triệu nhu đình biết toàn bộ âm mưu của hắn, khẳng định sẽ vấp ngã. Triệu nhu đình buông điện thoại rồi nói, tôi phải đi rồi, buổi tối ăn cơm với chủ nhân của tùy viên. Trương Dương nói, cô thân với An Đức Uyên lắm à? Triệu Nhu Đình lắc đầu nói, không phải quá thân, hắn là người Hong Kong, hình như làm ăn ở Đài Loan, gần đây chuẩn bị bác di trọng tâm sinh ý, đang bàn chuyện hợp tác với tạ khôn cử. Trương Dương nói, bối cảnh của An Đức Uyên ở Đài Loan cũng không sạch sẽ. Hắn không hề nói sâu về chuyện của An Đức Uyên. Triệu Nhu Đình nói, tôi cũng đã tìm hiểu về người này, có điều con hắn An Đạt Văn rất có thiên phú làm ăn trước khi rời khỏi kinh thành trương dương đặc biệt tới hương sơn biệt viện một chuyến trong biệt viện đã được quét dọn sạch sẽ trần tuyết mặc váy dài màu trắng ngồi dưới gốc cây lẳng lặng đọc sách nghe thấy tiếng bước chân của trương dương cô ta bỏ sách xuống nói khẽ anh đã trở lại ngữ khí bình thản tựa như một người vợ chào hỏi mỗi khi chồng đi làm về nhà trương đại quan nhân sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái hắn cười nói về rồi trần tuyết nói có đói bụng không Tôi đi chuẩn bị cho anh." Trương Dương nói, "Tôi sao cảm giác chúng ta cứ như là hai vợ chồng ý nhỉ?" Trần Tuyết căn bản phớt lờ những lời trêu đùa của hắn, thản nhiên nói, "Anh có ở lại ăn cơm hay không?" Trương Dương gật đầu nói có, "Ngày mai tôi phải về Tân Hải rồi, tối nay không đi đâu cả, ngủ lại đây thôi, tâm sự với cô." Trần Tuyết nói, "Tôi còn muốn đọc sách, anh nghỉ ngơi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai lúc nào thì đi?" Trương Dương nói, "10 giờ sáng đi." Trần Tuyết, Trần Tuyết, khéo nhỉ, tôi cũng đi lúc đó." Trương Dương nói số tàu của mình, không ngờ là cùng một tàu với Trần Tuyết, hắn cười nói, hai ta thật đúng là hữu duyên. Bất kể Trương Đại Quan Nhân nói như thế nào TH luôn bị biểu hiện bình tĩnh của Trần Tuyết lạnh lùng xóa sạch, Trương Đại Quan Nhân đã đã quen với tính tình của cô ta rồi, cô ta cũng quen với sự trêu chọc của Trương Dương, biết thằng cha này khi nói đùa thì biện pháp mà chống đỡ tốt nhất chính là trầm mặc trương đại quan nhân ho khan một tiếng rồi nói à cô đang nghỉ à trần tuyết nói việc học tập của tôi cũng không trương dương nói trở về thăm ông nội à trần tuyết gật đầu chuyện của bạn anh đã được giải quyết chưa trương dương gật đầu nói giải quyết rồi trần tuyết nói mỗi lần anh tới kinh thành luôn sẽ làm giấy lên một trường phong ba trương dương nói tôi thật ra cũng không phải là người thích gây chuyện nhưng luôn luôn có hội chủ động trêu chọc tôi Trần Tuyết nói, không sao là tốt rồi. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, nghe thấy cô quan tâm tôi như vậy, thực sự rất vui mừng. Đôi mắt sáng đẹp của Trần Tuyết vẫn thản nhiên như không, tuần trước Văn Phu Nhân nói hôm nay sẽ tới, nhưng tới giờ rồi vẫn chưa thấy bà ta tới. Trương Dương ngây ra một thoáng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại tư vị nói không nên lời, chẳng lẽ là Tuệ Ninh không tới là muốn tránh mặt mình. Có lẽ mình và Văn Hạo Nam đoạn thời gian gần đây trở mặt đã khiến bà ta sinh ra không vui, nghĩ đến đây, trong lòng Trương Đại Quan nhân chợt lạnh đi. Trần Tuyết tựa hồ đã nhận ra gì đó, nói khẽ tôi đi nấu cơm. Di si động của Trương Dương đột nhiên đổ chuông, người gọi điện thoại tới không ngờ là địch danh vọng của sân Ngựa Tây Sơn, giọng nói của địch danh vọng lộ ra vẻ mất mát, "Bí thư Trương, tôi muốn chứng thực một chuyện, là anh bảo Mã Sư cho con ngựa đua đó ăn cỏ à?" trương dương hơi ngẩn ra làm sao vậy địch danh vọng nói con ngựa đua đó chết rồi gì cơ trương đại quan nhân cơ hồ không thể tin vào tai mình con ngựa đua đó chỉ bị kinh sợ thôi không ngờ lại chết nhanh như vậy địch danh vọng gọi điện thoại tới truy hỏi chuyện này khẳng định là đã hoài nghi mình cho rằng con ngựa đó là vì ăn cỏ tinh tinh nên mới chết trương dương nói tôi lập tức tới xem trần tuyết vốn định đi làm cơm nghe hắn muốn đi thì bất giác lắc đầu Trương Dương nói, cô đi theo tôi, tới sân ngựa Tây Sơn xem tình hình, sau đó thì chúng ta ăn ở ngoài. chương 2009, Cổ Miêu 1 Khi bọn họ tới sân ngựa Tây Sơn, bác sĩ Thú Y đã tiến hành giải phẫu con ngựa, con ngựa đó là địch danh vọng bỏ một số tiền lớn để mua, hôm nay không hiểu vì sao lại bị kinh sợ rồi lại tử vong, địch danh vọng cũng cực kỳ đau lòng. Trương Dương tới hai lần, nơi này chết hai con ngựa, thằng cha này thật sự là tảo bả tinh của sân ngựa vị mã sư kia nhìn thấy Trương Dương tới thì vội vàng đi lên, vẻ mặt đau khổ nói, Trương Tiên Sinh, là ngài bảo tôi cho nó ăn cỏ tinh tinh, nhưng con ngựa này ăn được không lâu thì liền bắt đầu sụi lơ rồi miệng sùi bọt mép, khi bác sĩ thú y thì nó đã chết rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, cỏ tinh tinh không có độc tính, sao con ngựa này lại chết? Lúc này bác sĩ thú y phụ trách giải phẫu cũng nói, con ngựa này chắc không phải là chúng độc mà chết đâu. Địch danh vọng nói, con ngựa này đang rất khỏe, sao lại đột nhiên lăn ra chết. Trương Dương tới trước thi thể của con ngựa, nhìn kỹ lại rồi bắt đầu lật mí mắt của nó, nhìn thấy đồng tử của con ngựa nở cực to, Trương Dương nhíu mày, hắn tuy rằng y thuật chắc tuyệt, nhưng ở phương diện thú ý thì nghiên cứu không sâu. Trần Tuyết cố chịu mùi máu tanh đi tới bên cạnh Trương Dương, bàn tay của cô ta đặt lên chán ngựa. Địch danh vọng nhìn bọn họ thì cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ hai người này đều là người theo chủ nghĩa bảo hộ động vật à, Nhìn thấy ngựa tử vong thì cảm thấy vô cùng thương tâm ư. Xác định con ngựa đã chết, Trương Dương kể lại chuyện trước kia một lượt, chủ yếu là để giải vây cho mã sư đó, chuyện này không liên quan gì tới mã sư. Hắn và Trần Tuyết rời khỏi sân ngựa, trở lại ô tô, Trương Dương nói, con ngựa đó chắc là vì chấn kinh mà chết. Trần Tuyết gật đầu, cái gì mà có thể dọa nó sợ tới mức này? Trương Dương nói, chuyện này vô cùng kỳ quái hôm nay liễu đàn thần khi cưới ngựa thì con ngựa này đột nhiên chấn kinh, may mà tôi kịp thời giữ dây cương, nhưng cũng không đến mức làm cho nó chấn kinh rồi tử vong. Tôi bảo mã sư cho nó ăn cỏ tinh tinh, là vì trong đó có tác dụng an thần chấn định, không ngờ lại làm tăng bệnh tình của nó. Trần Tuyết nói, con ngựa đó chắc không phải là có bệnh, tôi vừa rồi đã kiểm tra kinh mạch của nó, mạch máu của não bộ vặn vẹo và vỡ nứt, chắc là đã chịu kích thích đặc biệt nào đó. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng y thuật lợi hại, nhưng vẫn không thể tra được tình trạng kinh mạch của một con ngựa chết, từ lời nói của Trần Tuyết có thể đoán được cảm giác của cô ta so với mình thì tốt hơn. Trần Tuyết nói, anh chớ quên, tôi từng tu luyện sinh tử ấn, phương diện cảm giác thì tôi so với người bình thường mạnh hơn một chút. Trương đại quan nhân bật cười, không ngờ mình đã bị Trần Tuyết quy vào hạng người bình thường. Trần Tuyết nói, theo như lời anh nói thì con ngựa này là vì Liễu Đan thần mà chấn kinh. Trương Dương nói, tôi cũng không rõ. Liễu đan thần rõ ràng là một đại mỹ nữ. Chẳng lẽ thẩm mỹ của con ngựa hoàn toàn bất đồng với chúng ta? Trần Tuyết nói, động vật thường thường cảm thấy được một vài thứ mà nhân loại không thể cảm giác được. Có thể không phải do liễu đan thần, hiện trường có phải còn có cái gì đặc biệt hay không? Trương Dương lắc đầu, đi, cô theo tôi tới chỗ liễu đan thần thăm cô ta. Trương Đại Quan Nhân mua chút hoa quả, lại cầm một bó hoa tươi, lần này tới chỗ liễu đan thần thăm hỏi có thể nói là sư xuất hữu danh. Hôm nay liễu đan thần bị kinh hãi ở sân ngựa Tây Sơn. Mình về tình về lý thì cũng phải tới thăm một chút. Trần Tuyết và liễu đan thần vốn không quen biết, như vậy tới mặc dù có chút mạo muội có điều trương đại quan nhân đã nghĩ ra một lý do cho cô ta, đó chính là fan của liễu đan thần. Bởi vì bởi vì là ngôi sao đang lên, cân nhắc tới cống hiến nổi bật của cô ta đối với viện kinh kịch, cho nên trong viện đã đặc biệt cấp một căn hộ ba buồng cho cô ta. Cô ta cũng không ngờ Trương Dương tới thăm mình, càng thêm bất ngờ là còn có một cô gái xinh đẹp như tiên tử siêu phàm thoát tục đi cùng. Trương Dương cười cười giới thiệu, "Vị này là bạn tốt của tôi Trần Tuyết, cô ta là fan của cô, nghe nói tôi muốn tới thăm cô, cho nên chủ động muốn đi cùng." Trần Tuyết mỉm cười cầm bó hoa trong tay đưa cho Liễu Đan Thần, "Tôi thích xem Liễu tiểu thư biểu diễn, nghe Trương Dương nói anh cô hôm nay bị kinh sợ." cho nên đặc biệt tới thăm. Liễu Đan Thần nói, cảm ơn các anh, cô ta mời hai người ngồi xuống. Trương Dương nhìn chung quanh một chút rồi nói, ở một mình à? Liễu Đan Thần cười cười lắc đầu, còn có một bà cô họ xa của tôi nữa, cô ấy tới đây giúp tôi, chiếu cô cho việc ăn ngủ của tôi, vừa rồi ra ngoài giúp tôi mua đồ. Trương Dương ồ một tiếng rồi nói với Liễu Đan Thần, để tôi bắt mạch cho cô. Liễu Đan Thần nói, tôi không sao, lúc ấy bị con ngựa hất cho hơi sợ hiện tại đã đỡ rồi có điều cô ta vẫn đưa cổ tay ra trương dương vươn một ngón tay ra đặt lên mạch của cô ta cảm thấy mạch tượng của liễu đan thần cũng không có gì khác lạ lúc này mới gật đầu nói không sao cả lúc này cửa phòng có tiếng gõ một người đàn bà trung niên xách túi thức ăn đi vào liễu đan thần vội vàng rụt tay của mình lại người đàn bà trung niên đó ánh mắt cực kỳ sắc bén vừa liếc một cái liền nhìn thấy trương dương đang bắt mạch cho liễu đan thần trên mặt không thấy một chút vẻ tươi cười nào. Liễu đan thần nói cô, cô đã về rồi à? Người giàn bà trung niên đó lạnh lùng nhìn Trương Dương một cái, lộ ra vẻ cực kỳ bất thiện, sau đó ánh mắt chiếu lên mặt Trần Tuyết, bà ta nói khẽ tôi không biết trong nhà có khác tới. Liễu đan thần nói, bí thư Trương và bằng hữu của anh ta, người mà cháu đã nhắc tới với cô rồi đó. Người phụ nữ trung niên gật đầu. Trương Dương đứng dậy, chúng tôi cũng nên về rồi. Liễu đan thần vội vàng đứng dậy tiến, Trương Dương mỉm cười nói cô cứ nghỉ ngơi đi. Khi hắn đi qua người phụ nữ trung niên đó, ánh mắt liếc bà ta một cái, nhìn thấy người phụ nữ trung niên đeo khuyên tai bạc, ở phía sau cổ có một đồ án rất kỳ quái. Trương Dương và Trần Tuyết trở lại bên trong xe, Trương Dương nói khẽ, người phụ nữ này vô cùng kỳ quái. Trần Tuyết nói, có chú ý tới hình xăm sau cổ của bà ta hay không? Trương Dương gật đầu, tôi cũng đang muốn nói chuyện này trần tuyết nói loại hình xăm này thông thường thuộc về miêu tộc trang sức mà bà ta đeo tuy rằng không nhiều lắm nhưng đều là đồ bạc tôi đã từng đọc một số tư liệu về miêu tộc vị bảo mẫu này của liễu đan thần hẳn là người miêu tộc trương dương nói miêu tộc ư trần tuyết nói miêu tộc cũng có mấy nhánh người phụ nữ đó vẻ mặt âm trầm vừa thấy đã biết không phải là người lương thiện trương dương nói bà ta có phải là cổ miêu hay không trương đại quan nhân bỗng nhiên liên tưởng đến tiêu quốc thành lúc trước tiêu quốc thành chính là bị một nữ nhân tên là Đao Minh Quân hạ cổ, chẳng lẽ bên cạnh liễu đan thần cũng có người khủng bố như vậy tồn tại? Trần Tuyết nói, cái này thì chịu, có điều người phụ nữ đó mang tới cho tôi một loại cảm giác không tốt, chúng ta có thể làm ra một suy luận, con ngựa đó sở dĩ chấn kinh mà chết, có phải là vì cảm thấy thứ gì đó khiến cho người ta hoảng sợ hay không? chương 2010, Cổ Miu 2 Trương Dương gật đầu, chuyện này quả thực kỳ quái, Bà ta chỉ là bảo mẫu của Liễu Đan Thần, nhưng vừa rồi tôi lại lưu ý thấy khi Liễu Đan Thần đối mặt với bà ta thì tựa hồ có chút khẩn trương, theo lý thuyết thì chủ nhân sẽ không đối với bảo mẫu như vậy. Trong đôi mắt hắn lóe ra quang mang hưng phấn. Trần Tuyết tựa hồ đã đoán được tâm ý của hắn, nói khẽ anh muốn làm gì? Trương đại quan nhân ngẩng đầu nhìn căn phòng còn sáng đèn của Liễu Đan Thần rồi nói khẽ, lát nữa tôi sẽ quay lại xem người phụ nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đêm dài người vắng, Trương Đại Quan Nhân một thân hắc y, đội tất chân, mặc giả dạ hành trang kinh điển một lần nữa tới ký túc xá của viện kinh kịch, đối với hắn mà nói thì tường vây của viện kinh kịch là vô ích, hắn phi thân qua tường vậy, lặng lẽ tới dưới căn nhà mà Liễu Đan Thần ở dọc theo ống dẫn nước, giống như linh viên trèo lên, tới phía trước cửa sổ chỗ ở của Liễu Đan Thần, nhìn thấy vèn đóng chặt, trong phòng chiếu ra ánh sáng le lói. Trương Đại Quan Nhân dí sát tai lên tường, rỏng tai lắng nghe, nghe thấy giọng nói lẩm bẩm tựa hồ như đang đọc chú ngữ gì đó một lát sau thì nghe thấy giọng nói có chút sợ hãi của liễu đan thần cô cô muốn làm gì giọng nói khàn khàn đó nói yên tâm sẽ không sẽ không làm thương tổn tới cô đâu liễu đan thần nói nhưng nhưng cô vì sao muốn làm nhiều sâu như vậy tôi làm sâu là để giúp cô chữa bệnh liễu đan thần nói cháu căn bản không có bệnh trước giờ vẫn rất khỏe người phụ nữ đó thở dài nhiều năm như vậy nếu không có tôi bầu bạn cô sao có thể sống đến bây giờ liễu đan thần nói con ngựa đó đó vì sao đột nhiên chấn kinh có phải là bởi vì cháu hay hay không cô đừng nghĩ nhiều chuyện đó không liên quan gì tới cô cả ngủ đi sau khi ngủ dậy thì cô sẽ quên tất cả thôi trương đại quan nhân nghe rất rõ ràng bên trong giọng nói của người phụ nữ đó tựa hồ có hiệu quả thôi miên lại đợi thêm một lát rốt cuộc không nghe thấy giọng nói của liễu đan thần nữa hắn nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, tựa hồ đang bước về phía cửa sổ. Trương đại quan nhân vội vàng xoay người lại nằm sát trên tường ngoài, liền thấy cửa sổ được mở ra, người phụ nữ đó thỏ đầu ra nhìn nhìn chung quanh, xác định không có ai thì mới đóng cửa sổ lại. Một lát sau thì nghe thấy tiếng đóng cửa nhìn thấy nhìn thấy người phụ nữ đó đi tới cầu thang, trong tay sách sách một cái làn, bà ta đi tới chỗ bãi xe, đẩy một chiếc xe trợ lực rồi bỏ làn vào trong, lái xe trợ lực đi ra ngoài trương đại quan nhân thầm ngạc nhiên người phụ nữ này đã muộn thế này rồi rốt cuộc còn muốn đi đâu hắn không đi theo người phụ nữ đó mà tiềm nhập lên ban công ban công thông tới cửa phòng bên trong cửa phòng đóng nhưng không khóa trái huấn luyện của trương đại quan nhân ở quốc an không hề bị uổng phí không lâu sau hắn đã mở được cửa phòng rón ra rón rén đi vào bên trong tối đen như mực cửa sổ đóng chặt trong phòng không bật điều hòa vào mùa hè như thế này thực sự có chút nóng nực liễu đan thần nằm trên giường Quần áo mỏng tang, đường cong mê người lộ ra hết, Trương Đại Quan Nhân nhìn thoáng qua, cô ta tựa hồ đã ngủ rất say, Trương Dương lo lắng cô ta tỉnh lại, vươn tay điểm huyệt ngủ của cô ta. Trong phòng thoạt nhìn thì cũng không có dị trạng gì, hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng, phát hiện tiếng lẹp bẹp từ dưới gầm giường truyền tới, cúi người xuống nhìn thì thấy dưới giường đặt không ít chậu, tiếng bẹp bẹp đó là từ bên trong truyền tới. Trương Đại Quan Nhân lấy ra một cái hộp gốm trong đó, sau khi mở ra thì dùng đèn pin chiếu vào, thấy bên trong có một con bò cạp dài chừng hai tấc. Trương đại quan nhân hít một hơi lạnh, đặt cái hộp lại vào chỗ cũ, không ngờ bên trong tất cả chai lọ đặt dưới giường của liễu đan thần nuôi toàn độc trùng. Trương Dương tới phòng bên cạnh, vừa mới mở cửa phòng thì ngửi thấy mùi hương, trương đại quan nhân lo lắng mùi hương có độc, vội vàng nín thở, đi vào trong phòng liền thấy thấy trên vách tường đối diện với giường có treo một bức gầm, trên bức gấm treo đủ loại đồ hình, phía trước cửa sổ thì đặt một cái bàn thờ bên trên có lưu hương ba nén hương khói tỏa mịt mờ trương đại quan nhân đến gần lưu hương thì nhìn thấy trên lưu hương có khắc ký hiệu đồ đằng quái dị nghĩ chắc người phụ nữ đó nhất định đến từ miêu cương không nghi ngờ gì nữa rồi liễu đan thần gọi cô ta là cô chẳng lẽ liễu đan thần cũng là người miêu trương đại quan nhân nhìn thấy trên bàn thờ còn đặt một quyển album chậm rãi mở ra xem trang thứ nhất là liễu đan thần mặc diễn phục lật tiếp không ngờ là ảnh khỏa thân của liễu đan thần, nhìn ngọc thể mê người của liễu đan thần trong ảnh, trương đại quan nhân nổi tâm viên ý mã, không thể không thừa nhận, ảnh này chụp cực đẹp, có điều nhìn kỹ lại thì ánh mắt của liễu đan thần mê ly tựa hồ ý thức không, lật xem tiếp thì là những bức ảnh với tư thế mê người, khiến cho người ta huyết mạch sôi sục trương đại quan nhân tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử phi lễ chớ nhìn. Thằng cha này lật xem không ngờ lại có phản ứng, Nghĩ tới Liễu Đan Thần nằm ngay ở phòng bên cạnh thì lập tức trở nên tâm thần không yên, Trương Dương rất nhanh liền lật tới trang cuối cùng, đây chỉ là những bức ảnh đặc tả hai mắt của Liễu Đan Thần. Tuy rằng là ảnh, nhưng lại thể hiện được sự linh động, giống như trực tiếp nhìn thấy bên trong nội tâm của hắn. Trương Đại Quan Nhân không dám xem nữa, đột nhiên khép album lại. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn có chút kinh ngạc xoay người lại, không khỏi ngây ra đó liền thấy liễu đan thần trần như nhộng xuất hiện trước mặt hắn, đối mặt với thân thể mềm mại không có tỉ vết nào của liễu đan thần, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể thở ơ, trương đại quan nhân ánh mắt dính lên trên người cô ta, từ cặp chân thon dài đi lên trước, lướt qua khe núi rồi cuối cùng lên tên mặt cô ta, liền thấy liễu đan thần hai mắt vẫn nhắm chặt, từng bước tới gần hắn. Trương đại quan nhân thật sự là có chút hồ đồ, mình rõ ràng đã điểm huyệt ngủ của cô ta rồi, cô ta sao đột nhiên lại tỉnh nhưng nhìn bộ dạng của liễu đan thần thì tựa hồ không hề hay biết gì trương đại quan nhân vươn tay ra điểm huyệt đạo của cô ta thân thể mềm mại của liễu đan thần mềm nhũn ngã xuống trương dương một tay ôm lấy cô ta hiện tại là mùa hè quần áo mỏng mạnh trong lòng ôm trần như nhộng đại mỹ nữ trần như nhộng như vậy đối với trương đại quan nhân mà nói thì không nghi ngờ gì nữa là một loại dày vò hắn ôm lấy liễu đan thần rồi đi tới giường trương đại quan nhân cũng không phải là sẽ xuống tay với liễu đan thần Hắn là muốn đưa cô ta về chỗ ngủ. Tới cạnh giường, hắn đang định buông Liễu Đan Thần ra thì không ngờ Liễu Đan Thần đột nhiên ôm lấy cổ hắn, môi hôn lên môi hắn. Một đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra, bên trong lóe ra hào quang yêu dị màu lam nhạt, hung hăng cắn môi Trương Dương một cái, tuy rằng chỉ một chút, nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn bị cô ta cắn cho đau nhói. Hắn vội vàng thả cô ta ra, khi vươn tay đang chuẩn bị chế trụ cô ta thì liền thấy Liễu Đan Thần nhắm hai mắt lại, thoáng cái lại ngủ say. Trương đại quan nhân đứng lên, ánh mắt có chút không nỡ nhìn liễu đan thần thêm một cái, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, chấn định tâm thần một chút rồi bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng của xe trợ lực. Trương Dương vội vàng rời khỏi phòng của liễu đan thần, tới gần bên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, liền thấy quả nhiên là người phụ nữ đó đã trở lại, cáp làn trong tay cũng không thấy đâu, chờ bà ta đi vào mái hiên rồi, Trương Dương nhanh chóng đóng cửa phòng ban công lại rồi ẩn thân bên ngoài tường chương 2011, của Miu Ba. Không bao lâu sau thì nghe thấy người phụ nữ đó đi vào phòng, bà ta tới cửa sổ phòng của Liễu Đan Thần rồi nhìn nhìn. Tựa hồ không hề phát hiện sơ hở gì, đi một vòng quay giường lớn, trong miệng tụng niệm chú ngữ, thỉnh thoảng lại giải cái gì đó lên trên người Liễu Đan Thần. Trương đại quan nhân lặng lẽ chuồn ra khỏi ký túc xá của viện kinh kịch, trở lại bên trong xe thì nhìn thấy Trần Tuyết vẫn ở bên trong xe chờ mình. Trần Tuyết nói, như thế nào rồi? Có phát hiện gì không? Trương Dương nói, cứ về đã rồi nói. Trở lại Hương Sơn biệt viện, Trương đại quan nhân kể lại từ đầu chí cuối những gì mà mình thấy sau khi lẻn vào phòng Liễu Đan Thần cho Trần Tuyết nghe. Trần Tuyết nói, dựa theo tình hình mà anh nói thì người phụ nữ kia hiển nhiên là một cao thủ gieo trùng, tôi còn tưởng rằng loại chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng không ngờ trong hiện thực cũng thực sự tồn tại. Trương Dương nói, gieo trùng của người Miêu vô cùng thần bí. Tôi tuy rằng biết một số phương pháp phá giải, nhưng cũng không dám nói là có thể chữa khỏi cổ độc, nhìn bộ dạng của Liễu Đan Thần thì tựa hồ đã sớm trúng cổ độc rồi, có điều kỳ quái là tôi đã mấy lần bắt mạch cho cô ta mà cũng không phát hiện ra dị trạng gì. Trần Tuyết nói, có thể khi cổ độc không phát tác thì cũng không khác gì người bình thường, từ mạch tượng thì không thể nhận ra được. Trương Dương nói, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, tôi nghe người phụ nữ đó nói, nếu không có bà ta thì Liễu Đan Thần đã sớm chết rồi chẳng lẽ bà ta là lợi dụng loại phương pháp này để giúp cho Liễu Đan Thần? Hắn lại nghĩ tới quyển album đó của Liễu Đan Thần, không biết người phụ nữ này đặt album ảnh khỏa thân của Liễu Đan Thần lên bàn thờ làm cái quái gì. Vừa rồi Liễu Đan Thần trần chuồng lao vào mình, căn bản đã mất đi ý thức, mình hai lần điểm trúng huyệt đạo của cô ta, nhưng đều không hề có hiệu quả, trước đây hắn từng giúp xoa bóp cho Liễu Đan Thần. Khi đó cũng không hề phát hiện huyệt vị của Liễu Đan Thần có chỗ nào khác với người bình thường, với công phu điểm huyệt của hắn, Tuyệt đối không thể phát sinh sai sót, chẳng lẽ nói cổ độc mà Liễu Đan Thần chúng phải có thể thay đổi vị trí huyệt đạo của cô ta? Trần Tuyết cho, tôi đã từng đọc qua tư liệu về phương diện này, nghe nói cao thủ gieo trùng có thể hạ trong vô hình, anh tuy rằng võ công cao cường, nhưng vẫn nên cẩn thận. Trương Dương nói, tôi vừa rồi đã điều tức rồi, thân thể cũng không có gì dị thường. Trần Tuyết nói, về sau anh tốt nhất hãy giữ khoảng cách với Liễu Đan Thần, người bên cạnh cô ta rất kỳ quái. Trần Tuyết tuy rằng nói rất huyền chuyển, nhưng vẫn biểu đạt ra sự hoài nghi đối với liễu đan thần. Trương Dương nói, như vậy, con ngựa đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử có cách giải thích rồi, cảm giác của động vật luôn mẫn cảm, khẳng định là con ngựa đó đã cảm nhận được khí tức nào đó trên người liễu đan thần, cho nên mới bị kinh hãi. Trần Tuyết nói, cái này cũng không thể giải thích được toàn bộ, con ngựa cho dù là sợ thì sao lại sợ đến chết. Chẳng lẽ chỉ khí tức trên người cô ta cũng có thể hù chết được ngựa ư? Trương Dương nhíu mày, nói khẽ, người phụ nữ miêu tộc đó khẳng định không phải là người lương thiện. Sau khi Trần Tuyết trở về phòng nghỉ ngơi thì Trương Đại Quan Nhân tu luyện Đại Thừa Quyết, xác định bản thân không có dị trạng gì thì mới yên lòng, nhắm mắt lại nằm trên giường, nhớ tới ánh mắt mị hoặc trong quyển album đó, lại nghĩ tới tình cảnh liễu đan thần Trần như nhộng nhào vào trong lòng mình, nhớ tới ánh mắt yêu dị lóe ra hào quang mang màu lam của cô ta, Trương Đại Quan Nhân bất giác có chút to đầu, trên người liễu đan thần rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Bên cạnh cô ta vì sao lại có một người phụ nữ miêu tộc đi theo. Buổi sáng, Trương Dương trước khi đi đã đặc biệt gọi điện thoại cho liễu đan thần, ngoài mặt là nói lời từ biệt với cô ta, trên thực tế là muốn điều tra một chút cô ta có ấn tượng với chuyện tối hôm qua hay không. Liễu đan thần xem ra hoàn toàn không biết gì cả về chuyện tối hôm qua. Mang theo nghi hoặc đầy bụng, Trương Đại Quan Nhân và Trần Tuyết cùng nhau lên xe đi về phía nam, Trương Đại Quan Nhân nằm giường mềm, Trần Tuyết thì ngồi ghế cứng, Trương Dương thông qua quan hệ chuyển giường mềm cho Trần Tuyết, lần này xe không quá đông, trên xe còn có rất nhiều chỗ trống, trong toa vừa hay cũng chỉ có hai người họ, Trần Tuyết vừa lên xe đã liền bắt đầu đọc sách, cô ta tính tình lãnh đạm, Trương Dương nếu không chủ động nói chuyện với cô ta, thì cô ta cũng sẽ không chủ động mở miệng. Thật ra cho dù Trương Đại Quan Nhân chủ động bắt chuyện thì thường thường cũng chỉ là hỏi cô ta dăm ba câu thì cô ta đáp lại một câu. Trương Đại Quan Nhân rất nhanh liền cảm thấy vô vị, hắn khoanh chân điều tức luyện công. Lần này điểm dừng cuối cùng của tàu là Bắc Cảng, có điều trước tiên đến Giang Thành, Trần Tuyết xuống xe ở Giang Thành, cô ta chỉ mang theo một chiếc ba lô, không có nhiều, không để Trương Dương đưa cô ta xuống đã phất vất tay nói, tôi đi đây. Trương Dương gật đầu, nhìn bóng dáng của Trần Tuyết rồi bất giác bật cười, bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng cũng đã trải qua không ít chuyện với nhau, nhưng thủy chung vẫn tồn tại một khoảng cách có lẽ Trần Tuyết đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là một đóa hoa bạch liên chỉ ngắm thôi chứ không thể đụng. Xe lửa đến Bắc Cảng, Chu Sơn Hổ đã tôi sân ga đợi từ trước, Trương Dương đưa hành lý trong tay cho Chu Sơn Hổ, cùng nhau đi tới bãi đỗ xe, Trương Dương nói, hổ tử, gần đây có chuyện gì không? Chu Sơn Hổ gật đầu nói, rất ổn, không có chuyện đặc biệt gì cả. Trương Dương bảo hắn trước tiên đưa mình tới thị ủy Bắc Cảng một chuyến, khi ở Trương Dương Hạng Thành đã gọi điện thoại cho hắn, bảo hay sau khi về thì tới thị lý một chuyến. Có chuyện muốn bàn với hắn. Đi tới nơi thì mới biết các thường ủy đang, cuối tuần chính là ngày mùng 7 tháng 1, trọng điểm công tác của toàn quốc đều là nghênh đón Hong Kong trở về, hạng thành đang bố trí công tác. Trương Dương ở phòng nghỉ đợi trong chốc lát thì thư ký của hạng thành thông chi y đã tan họp, bí thư hạng đã trở lại văn phòng chờ hắn. Trương Dương mang theo một hộp dưa muối cho hạng thành, tuy rằng quan hệ của hắn và hạng thành không được tốt lắm, nhưng trương đại quan nhân ngoài mặt vẫn làm rất tốt hạng thành cười ha ha nói quá khách khí rồi đi xa như vậy vẫn còn nhớ mang dưa muối về cho tôi trương dương nói ngàn dặm tặng lông ngỗng lễ nhẹ nhưng tình ý thì nặng bí thư hạng đây chính là tôi dùng tiền lương để mua ngài nhất định phải nhận lấy hạng thành mỉm cười gật đầu nói tôi gọi anh tới là có một số việc muốn nói với anh trương dương ngồi xuống đối diện hạng thành hạng thành chỉ chỉ vào trà giã chuẩn bị cho hắn uống trà đi trương dương cười nói trên xe lửa uống suốt rồi bụng toàn là nước hạng thành nói thu hoạch của hội kinh mậu lần này thế nào trương dương nói thu hoạch rất lớn ký hợp đồng hơn một tỷ còn có một số công ty đa quốc gia sắp tới sẽ lục tục tới bắc cảng khảo sát hạng thành nói tôi cũng không lo lắng tới năng lực nghiệp vụ của anh khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở trong tay anh đúng là biến hóa từng ngày xem ra tổ chức giao Tân Hải cho cậu là chính xác. Trương Dương nói, ít nhiều cũng nhờ mọi người giúp, thành tích hôm nay cũng đều là kết quả cố gắng của toàn đoàn đội. Trương 2012, gặp cơn sóng nhỏ một. Hạng Thành nói, nói rất đúng, lực lượng của một người dù sao cũng hữu hạn, sự nghiệp của chúng ta không thể đan thương thất mã khinh suất được, cần cùng nhau cố gắng, phải cùng nhau phát triển. Trương Dương nói, bí thư hạng tìm tôi có chuyện gì à? Hạng Thành tìm hắn gấp như vậy khẳng định không phải để nói chuyện phiếm với hắn. Hạng Thành nói, tôi nghe nói ở triển lãm gặp một số phiền toái, hiện tại chuyện đã được giải quyết hay chưa? Trương Dương gật đầu nói, tất cả được giải quyết rồi, chỉ là một số việc nhỏ, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hạng Thành ho khan một tiếng, tỉnh lý vô cùng coi trọng công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, để xây dựng tốt khu bảo lưu thuế nhập khẩu, tỉnh lý quyết định gia tăng đầu nhập và quản lý vào khu bảo lưu thuế nhập khẩu tôi nhận được thông chi, ngân sách mà tỉnh Lý đã đáp ứng sắp được phát xuống rồi. Trương Dương cười nói, chuyện tốt. Hạng Thành nói, có điều tỉnh Lý quyết định gửi khoản tiền này vào tài khoản tài chính của thành phố Bắc Cảng, do phía Bắc Cảng thống nhất điều phối, là muốn chúng ta cùng nhau giám sát. Sắc mặt của Trương Đại Quan Nhân bắt đầu trở nên khó coi. Hạng Thành nói, thật ra cá nhân tôi cũng không đồng ý với cách làm này của tỉnh Lý, tôi cho rằng phía Tân Hải chắc có năng lực xử lý tốt mấy vấn đề này, Tỉnh lý cũng có suy nghĩ của tỉnh lý, tôi nghĩ bọn họ lo lắng khoản tiền này không được dùng đúng chỗ, cho nên bảo chúng ta giám sát, cũng là để xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Trương Dương à, anh nên hiểu. Trương Dương nói, hiểu, dù sao tiền vẫn dùng cho Tân Hải, cho dù đưa tiền cho chúng tôi thì mỗi một khoản tiền chi vào đâu chúng tôi cũng phải báo cáo với lãnh đạo thượng cấp trước, như vậy cũng tốt, đơn giản là từ báo cáo biến thành xin, hình thức mà thôi, tôi tin bí thư hạng khẳng định sẽ ủng hộ công tác chúng tôi hạng thành nói tỉnh lý vừa mới gửi xuống một thông chi để tiến hành xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu hữu hiệu hơn cố gắng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành công tác viên mãn trong kế hoạch đặc biệt thành lập tiểu tổ quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu cấp quốc gia của tân hải do đồng chí cung kỳ vĩ làm tổ trưởng cũng phụ trách công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu đồng chí hứa xong kỳ đảm nhiệm phó tổ trưởng nói tới đây hạng thành tạm dừng một chút trong ánh mắt lộ ra vài phần đồng tình Quyết định này của tỉnh Lý rõ ràng là muốn đá Trương Dương ra khỏi khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương Dương thân là bí thư thị ủy Tân Hải, không ngờ lại không phải thành viên của tiểu tổ. Hạng thành tự hỏi ngay cả y cũng không thể làm việc tuyệt tình như vậy. Nhưng văn kiện này của tỉnh Lý đã viết vậy, các lãnh đạo chính là quyết định như vậy. Nhìn vẻ mặt chán nản của Trương Dương, hạng thành thầm than trong lòng. Chẳng trách người khác được, ai bảo anh đắc tội với bí thư tống. Thằng nhóc anh trước đây kiêu ngạo quen rồi, cơ hồ là tự làm lạc mình, trước đây anh sở dĩ có thể một bước lên mây. Không phải anh có năng lực, mà là vì anh tốt số, anh tìm được bạn gái tốt. Anh nhận được một cha nuôi có quyền thế, hiện tại anh và sở yên nhiên chia tay, Tống Hoài Minh tất nhiên sẽ không thích anh nữa, anh và Văn Hạo Nam lại thế như nước lửa, Văn Gia tất nhiên cũng sẽ xa lánh anh. Hạng thành sở dĩ đồng tình với Trương Dương, là vì cùng là người lưu lạc thiên nhai, y trong chính trị cũng không được đắc chí. sau khi tiết lão qua đời, y mất đi chỗ dựa, hiện giờ quan vận của y cũng đã là mặt trời sắp lặn ngày về hưu cũng đang tới rất gần trương dương nói thông chi của tỉnh lý Hư. hạng thành đưa văn kiện cho hắn rồi nói bản văn kiện này anh cầm về mà xem y làm như vậy là muốn tránh thị hiềm trương dương căn bản không nhúc nhích ánh mắt căn bản chẳng thèm liếc lên bàn bí thư hạng đây là muốn đá tôi ra khỏi khu bảo lưu thuế nhập khẩu hạng thành nói trương dương tôi cũng không hiểu quyết định này của tỉnh lý tôi cũng đã đưa ra nghi ngờ và phản đối, nhưng... Y có chút bất đắc dĩ nói, xét đến cùng thì chúng ta vẫn phải phục tùng an bài công tác của lãnh đạo. Trương Dương nói, tá ma giết lừa, cấp trên làm như vậy có phải quá tuyệt tình hay không? Hạng thành thở dài, lãnh đạo có suy nghĩ của lãnh đạo. Trương Dương, thật ra anh dồn tinh lực để chuyên chú vào quản lý toàn cục của Tân Hải cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trương Dương nói: Thế này không phải là biến tướng cắt quyền quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu cho người khác ư vì sao? Chuyện mà tôi khổ cực thúc đẩy, đến cuối cùng vì sao lại tiện nghi cho người khác? Hạng Thành nói: Trương Dương, anh đừng kích động, chỉ là an bài công tác, cũng không phải nhằm vào cá nhân anh. Trương đại quan nhân bỗng nhiên đứng dậy: Bí thư Hạng, tôi không phải kẻ ngu, loại chuyện này đã lộ lộ ra rồi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người tỉnh lý nếu không tín nhiệm tôi thì còn không bằng dứt khoát cách trước tôi đi. Hạng Thành nói, Trương Dương, anh bình tĩnh một chút. Trương Đại Quan Nhân xoay người bước đi, tới trước cửa thì vừa hay gặp Phó Bí Thư Thị ủy Cung Kỳ Vĩ tới đây tìm Hạng Thành. Cung Kỳ Vĩ cười cười với hắn, Trương Dương thì trợn mắt rồi hừ lạnh một tiếng, rời khỏi văn phòng. Cung Kỳ Vĩ lộ ra vẻ khó hiểu, nói với Hạng Thành, thằng ôn này làm sao thế? Hạng Thành nghĩ thầm anh còn không hiểu nữa à? Tỉnh Lý giao quyền quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu cho anh, đổi thành ai cũng sẽ khó chịu như vậy cả." Hạng Thành mỉm cười chỉ chỉ vào văn kiện trên bàn, "Còn không phải là bởi vì bản văn kiện này của Tỉnh Lý hư." Cung Kỳ Vĩ cầm bản văn kiện đó, thật ra nội dung của văn kiện hắn đã sớm xem qua rồi, cũng cảm thấy không bằng lòng lắm với chiêu thức này của Tỉnh Lý, tuy rằng là diễn trò, nhưng đối với Trương Dương thật sự là hơi tàn nhẫn một chút, vẻ mặt của hắn thản nhiên như không nói, Trương Dương vẫn trẻ tuổi, thiếu cái nhìn đại cục coi khu bảo lưu thuế nhập khẩu là sự nghiệp cá nhân của mình, nếu một người có thể đứng cao hơn một chút, có thể nhìn xa hơn một chút. Sự nghiệp của chúng ta là thuộc về quốc gia và nhân dân, không phải có một người nào cả, nếu ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chính tích, chỉ cân nhắc tới lợi ích của cá nhân thì như vậy nhất định sẽ rất hạn hẹp. Hạng Thành chẳng quan tâm tới những lời này của Cung Kỳ Vĩ, đạo lý lớn thì ai cũng nói được cả, cái nhìn đại cục gì chứ. Đứng nói chuyện thì thắt lưng không đau hiện tại là anh đoạt phong đầu của người khác, người khác vất vả trồng cây, đến lúc hái quả thì anh chiếm hết. Hạng Thành nói, tỉnh Lý lần này bài trừ Trương Dương ra ngoài, có phải vẫn thiếu cân nhắc hay không? Hạng Thành không chỉ bênh vực cho Trương Dương, trong mắt y, cho dù tỉnh Lý cố ý cướp đoạt quyền lực của Trương Dương thì khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng không nên đến phiên cung kỳ vĩ toàn quyền phụ trách, mình mới là bí thư thị ủy Bắc Cảng. Trên điểm này, Y và Trương Dương đồng thời bị tỉnh Lý bỏ qua. Cung kỳ vĩ nói, Trương Dương đúng là có chút năng lực, từ lúc ở Nam Tích, tôi đã rất hiểu hắn, người thanh niên này có hoài bão có nhiệt tình, nhưng quá xung động, làm người xử thế quá mức vì bản thân, hắn là người khai thác không tồi, cũng là một người quản lý cao minh. Khu bảo lưu thuế nhập khẩu của Tân Hải là khu bảo lưu thuế nhập khẩu cấp một quốc gia đầu tiên của tỉnh ta, các vị lãnh đạo của tỉnh Lý cũng cực kỳ coi trọng xây dựng, phân công công tác lần này cũng xuất phát từ sự coi trọng cao độ đối với khu bảo lưu thuế nhập khẩu chương 2013, gặp cơn sóng nhỏ hai Hạng Thành nói, tôi thấy Trương Dương rất không hài lòng với an bài công tác lần này, anh hay là dành thời gian tìm hắn nói chuyện đi. Cung kỳ vĩ cười có chút bất đắc dĩ, bí thư hạng, chỉ sợ tôi nói gì hắn cũng nghe không vào, tôi thấy hắn hiện tại đã sinh ra thành kiến không nhỏ đối với tôi. Hạng Thành nói, phải tách rõ công tác và tình cảm cá nhân, theo tôi được biết thì quan hệ cá nhân của hai người các anh vẫn luôn không tồi. Cung Kỳ Vĩ nói, nói thì dễ lắm, nhưng khi thực hiện, muốn phân hai chuyện rõ ràng nào có dễ. Trương Dương không hề lập tức rời khỏi, lập tức rời khỏi, mà tới ủy ban kỷ luật, bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương nhìn thấy hắn mặt đầy mây đen đi vào thì lập tức đoán được chuyện gì đã khiến hắn như vậy. Trần Cương đứng dậy mời Trương Dương ngồi xuống sofa, bảo thư ký đi pha một ấm trà, mỉm cười nói, "Bí thư Trương, lần này tới kinh thành thu hoạch không nhỏ chứ?" Trương Dương nói, "Thu hoạch thì cũng được một ít, nhưng thành quả đều bị người khác nuốt mất rồi. Trần Cương thở dài nói, tôi cũng nghe nói tới an bài của tỉnh lý rồi, bí thư Trương, tôi thực sự bất bình cho anh, khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải là anh giành được, có thể có được cuộc diện hiện tại cũng là kết quả cố gắng của anh, nhưng tỉnh lý sao có thể làm như vậy? Trần Cương giả bộ lòng đầy căm phẫn, thật ra thằng cha này trong lòng cũng không đồng tình với Trương Dương một chút nào, không những không đồng tình mà hắn còn có chút vui sướng khi người gặp họa phong thủy thay phiên, trương dương anh cũng có hôm nay à? Hiện tại không khảnh khẳng nữa à? Mất đi chỗ dựa phía sau, anh cũng chỉ là nhân vật để người ta mặc sức bài bố mà thôi. Một tờ văn kiện của tỉnh Lý đã lấy quyền quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu từ trong tay anh đi. Trương Dương nói, có người đang nhầm vào tôi. Nói xong câu đó, hắn cũng không hề nói rõ là ai đang nhắm vào mình, cầm chén trà lên uống một ngụm trà. Trần Cương nói, Bí Thư Trương, có chuyện tôi trước tiên tiết lộ cho anh đã. Trương Dương gật đầu. Trần Cương hạ giọng nói, gần đây tôi nhận được không ít thư tố cáo anh. Trương Đại Quan Nhân khinh thường nói, trò cô thôi, tố cáo nhầm vào tôi đã lúc nào dừng đâu. Trần Cương nói, trong đó có mấy bức, hắn cố ý tạm dừng một chút mới nói, là về tang bối bối, nói anh thường xuyên ra vào thiên nhai, cũng có gì đó mở ám với nữ nhân tang bối bối này. Trương Dương nhíu mày, còn nói gì nữa? Trần Cương nói, tôi đã bừng biết những tài liệu này rồi, nếu những tài liệu này lọt vào tay người hữu tâm, nói không chừng sẽ bị tra tiếp. Trần Cương cũng không phải đang nói chuyện giật gân, nếu những tài liệu này lọt vào trong tay Văn Hạo Nam, với quan hệ ác liệt giữa Văn Hạo Nam và Trương Dương hiện tại, hắn khẳng định sẽ chế tạo văn vẻ. Trương Dương nói, dám chọc tới tôi ư, không sợ ăn đòn à. Trần Cương nói, tôi nghe nói bí thư Trương ở Kinh Thành cũng gặp phiền toái. Trương Dương nhớn mắt lên nhìn Trần Cương này lão hồ ly này rất chú ý tới mình, trần cương bị hắn nhìn cho có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng rồi nói có loại người chính là chó điên anh không so đo với hắn nhưng hắn lại nghĩ rằng anh sợ hắn cho nên sẽ đi theo cắn cắn không ngừng trương đại quan nhân nghe hắn nói như vậy thì trầm mặc qua một hồi lâu mới thở dài nói khẽ tôi hảo tâm cứu nữ nhân của hắn hắn lại hận không thể đẩy tôi xuống địa ngục trần cương nói bí thư trương tôi tuy rằng không chính mắt nhưng tôi nghe nói thôi cũng cảm thấy bất bình cho anh rồi Trương Dương nói, biết làm sao được, hắn bất nhân với tôi, nhưng tôi lại đối với bất nghĩa với hắn. Cũng không thể nói như vậy được, người rõ ràng đang nhầm vào anh, hắn ở Bắc Cảng một ngày thì sẽ không thôi đối nghịch với anh, anh ngẫm lại đi, nếu những tài liệu này lọt vào tay hắn, nếu hắn xoay quanh chuyện của anh mà làm văn, hậu quả rất đáng lo. Trần Cương tuy rằng không có nói rõ, nhưng đã biểu đạt ý tứ của hắn rất rõ ràng. Có người gửi tài liệu tố cáo về tang bối bối, nếu những tài liệu này lọt vào trong tay Văn Hảo Nam, Văn Hảo Nam khẳng định sẽ tra tới cùng, nói không chừng sẽ phát hiện bí mật diệt khẩu của Trương Dương, làm việc thì phải phòng ngừa chu đáo, chỉ với chuyện này mà nói, Trần Cương lúc trước giúp Trương Dương hủy thi diệt tích, đã trở thành đồng đảng của hắn rồi, nếu Trương Dương xảy ra chuyện thì hắn cũng khó mà thoát tội. Vẻ mặt của Trương Dương lộ ra có chút do dự. Trần Cương nói, Bí Thư Trương, gần đây tình thế rất bất lợi đối với anh, tường đổ thì người ngã, rất khó nói người liệu có làm động tác động tác tiếp theo hay không, tôi nói một câu không nên nói nhé, việc cấp bách lắm rồi, phải đề phòng lúc chưa xảy ra, dứt khoát thanh trừ việc hoặc là người gây bất lợi cho mình, biểu hiện của Trần Cương khá quyết đoán. Trương Dương nhớn mày, nói khẽ anh khuyên tôi xử lý hắn ư. Trần Cương cười khổ nói, hắn nếu xảy ra chuyện thì chỉ sợ chẳng ai chạy thoát, biện pháp tốt nhất chính là khiến hắn biết khó mà lui, đúng rồi, nữ nhân của hắn bị bắt cóc ở ở Kinh Thành, Văn gia chẳng lẽ không tỏ vẻ gì ư? Trần Cương không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết hậu quả khi trực tiếp xuống tay với Văn Hạo Nam. Trương Dương nói, tôi cũng không rõ lắm. Trần Cương nói, đối với chó điên, nhất định phải ra tay quyết đoán, nhất định phải ra sức đánh, hơn nữa phải đánh cho nó sợ, bằng không nó vẫn sẽ quay đầu lại cắn anh. Trương Dương gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy chén trà, "Buổi tối nhé. Hẹn Viên Hiếu thương ra cùng nhau tâm sự." Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ trở về, hắn hôm ấy không về Tân Hải, chuyện tỉnh Lý đã giao quyền quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải cho cung kỳ vĩ rất nhiều người đều đã biết. Đa số người tuy rằng tỏ vẻ kinh ngạc đối với việc này, nhưng đồng thời cũng cho rằng chuyện này là đương nhiên, Trương Dương hiển nhiên đã thất sủng. Có thể có thể đi tới ngày hôm nay, có liên quan tới việc hắn là con rể của bí thư tỉnh ủy và là con nuôi của phó thủ tướng Văn. Bối cảnh quá mức bắt mắt, người khác sẽ xem nhẹ năng lực và cố gắng của anh. Mà hiện tại Trương Dương và Sở Yên Nhiên đã chia tay, quan hệ của hắn và Văn Gia cũng bởi vì trở mặt với Văn Hạo Nam mà hạ xuống số 0, trước sau mất đi hai chỗ dựa, tình trạng hiện giờ của Trương đại quan nhân ít nhiều cũng bị phủ lên sắc thái bi thương. Rất nhiều người đã dự cảm được, cho dù là vị trí bí thư thị ủy Tân Hải hắn cũng ngồi không lâu nữa. Kiều Mộng Viện vẫn chờ Trương Dương trở về, nói chuyện trực tiếp với hắn. Nhưng Trương Dương hôm ấy lại không về Tân Hải điều này khiến cho người lo lắng cho hắn càng thêm lo lắng. Thường Hải Thiên gõ cửa văn phòng của Kiều Mộng Viện, gần đây khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải trình hiện ra cục diện rất tốt, nhưng vào những lúc như thế này tỉnh Lý lại lâm trận đổi xoái. Cung kỳ vĩ tiếp quản khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, chẳng khác nào trên ý nghĩa nào đó đã tuyên bố khu bảo lưu thuế nhập khẩu từ đất phần trăm của Tân Hải biến thành phạm vi quản hạt trực tiếp của Bắc Cảng, những người trẻ tuổi lúc trước đã hạ được công lao hán mã cho xây dựng và thành lập biến thành bắt đầu mất đi người cầm đầu, bọn họ cũng trở nên bối rối. Thường Hải Thiên vừa vào cửa đã nói, nếu Trương Dương không làm nữa thì tôi cũng đi. chương 2014, gặp cơn sóng nhỏ ba. Kiều Mộng Viện bật cười, làm sao vậy? Hắn không phải là vẫn là bí thư thị ủy Tân Hải ư? Thường Hải Thiên nói, cô chẳng lẽ vẫn chưa biết à? Tỉnh Lý đã hạ văn kiện chính thức, về sau quản lý do khu bảo lưu thuế nhập khẩu quản lý do phó bí thư cung trực tiếp quản lý, thành lập tiểu tổ lãnh đạo gì đó, Trương Dương thậm chí còn không phải là thành viên của tiểu tổ này. Đây căn bản là muốn đá hắn ra. Kiều Mộng Viện nói, tôi cũng có nghe nói rồi. Thường Hải Thiên nói, có lầm hay không đó, lúc trước khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải là ai đề xuất? Là ai khổ cực thành lập? Hiện tại giàn giáo cơ bản đã được dựng lên, chuyện gì cũng xuôi sẻ rồi, liền một cước đá Trương Dương ra, tá ma giết lửa cũng quá sớm rồi. Kiều Mộng Viện nói, Hải Thiên, anh đừng nói lung tung, chuyện vẫn chưa được làm rõ mà. Thường Hải Thiên nói, còn cần làm rõ à? Trương Dương và Sở Yên Nhiên chia tay, cho nên đã thất sủng trong mắt của Bí Thư Tống chúng ta. Kiều Mộng Viện nói, Bí Thư Tống không phải loại người như vậy, y luôn luôn công và tư rõ ràng, không thể bởi vì chuyện tình cảm của Trương Dương và Yên Nhiên mà nhầm vào Trương Dương. Thường Hải Thiên nói, lúc ban đầu tôi cũng không tin, nhưng hiện tại xem ra, con người mà, không ai có thể ngoại lệ cả, từ khi bọn họ chia tay, Trương Dương chưa ngày nào được sống yên, cô nói xem hắn có phải là gặp hạn không, hiện tại cũng rất căng thẳng với Văn Hạo Nam, gần đây thực sự là có ý tưởng đổ người ngã. Kiều Mộng Viện nói, trước tiên đừng cân nhắc nhiều như vậy, chúng ta cần phải an tâm làm tốt công tác bản chức, Trương Dương trước mặt vẫn là bí thư thị ủy Tân Hải, tôi tin lãnh đạo cũng sẽ đối đãi công bình với hắn. Thường Hải Thiên nói, tôi nghe nói hắn vừa về đã bị bí thư hạng gọi tới, khẳng định là vì chuyện này, với tính tình của hắn, không biết sẽ tức giận đến thế nào. Kiều Mộng Viện thật ra cũng đang lo lắng về chuyện này, cô ta nói khẽ Trương Dương so với trước đây thì thành thục hơn rồi, ở trong quan trường lâu như vậy, thay đổi công tác, điều động nhân sự là rất bình thường, nếu chịu năng lực chịu đựng này hắn cũng không có, vậy thì chứng tỏ hắn căn bản không thích hợp với vị trí này, cho nên chúng ta thôi thì đừng lo nữa, cứ đợi hắn về là rõ hết thôi. Thường Hải Thiên nói, tôi lần này cần phải nói chuyện tử tế với hắn, nếu tỉnh lý thực sự điều động hắn thì tôi cũng không làm nữa. Kiều Mộng Viện nói, không nghiêm trọng như vậy chứ, hắn cũng không phạm sai lầm gì mà. Ngoài miệng nói tuy rằng rất bình thản, nhưng trong lòng cũng nhưng không khỏi lo lắng cho tình trạng hiện tại của Trương Dương. Tối hôm đó, viên hiếu thương an bài hai người Trương Dương và Trần Cương tới Hòa Hy Viên ở huyện Lâm Mông tắm nước nóng, hội sở suối nước nóng này là tài sản cá nhân của Nhật Bản. Hòa hy viên chia làm hai bộ phận, một bộ phận thì mở cửa ra ngoài, một bộ phận khác thì có tính chất hội sở, thực hành chế độ hội viên, chỉ mở cửa cho người có thẻ hội viên. Trương Dương tuy rằng đến Bắc Cảng đã được một đoạn thời gian khá dài, nhưng chưa bao giờ tới nơi này. Ba người đến, trước tiên ngâm suối nước nóng, thay quần áo, pháp bê trong phòng kiểu Nhật, trong phòng đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, hai nữ lang xinh đẹp mặc kimono quỳ ở bên cạnh phụ trách chiêu đãi viên hiếu thương xoa tay ra hiệu cho họ ra ngoài ba người ngồi trên ghế trương dương nhìn chung quanh một chút rồi nói thì ra bắc cảng còn có địa phương lịch sử tao nhã như vậy tôi không ngờ lại không biết viên hiếu thương nói vùng bắc cảng chỉ có một chỗ này là suối nước nóng chân chính trước đây khi nhật bản xâm lược người nhật bản phát hiện trước tiên cung cấp cho sĩ quan tắm rửa sau khi chiến bại thì nơi này gần như là bỏ hoang Đầu những năm 80, một sĩ quan Nhật Bản lúc trước xâm lấn Trung Quốc quay về trốn cũ, kinh nghỉ phát hiện suối nước nóng vẫn còn, vì thế trao đổi đầu tư với chính phủ địa phương, không phí nhiều công phu đã ký được hợp đồng. Hòa hy viên xây xong đại khái đã được 12 năm rồi, lúc ấy giá ký hợp đồng rất thấp, người Nhật Bản đó cũng kiếm được đầy bát. Trần Cương nói, quỷ Nhật Bản giảo hoạt thật. Viên Hiếu Thương nói, không phải bọn họ giảo hoạt, mà là chúng ta lúc trước khi vừa cải cách mở cửa, Chính phủ thiếu kinh nghiệm trong phương diện hợp tác buôn bán, cho nên cũng chịu thiệt không ít, mượn tòa hòa hy viên này mà nói, lúc trước ký hợp đồng là 20 năm, người Nhật Bản chiếm tiện nghi rất lớn. Cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, một nữ lang Nhật Bản đưa rượu vào. Viên hiếu thương khoát tay áo nói, chúng tôi không uống rượu sake, đổi mau đại đi. Nữ lang đó cười cười ngọt ngào rồi xoay người đi ra ngoài. Trần Cương nhìn chằm chằm vào cái mông và eo của nữ nhân Nhật Bản kia nuốt nước miếng nói nữ nhân nhật bản xem ra ôn nhu thật trương dương nói nhìn vẫn không thích bằng hạng nội viên hiếu thương cười nói mỗi người một vẻ cây này khiến bọn họ đều bật cười nếu không có kinh lịch cùng nhau hủy thi diệt tích những lời này viên hiếu thương chắc chắn sẽ không nói ra trương dương nói hiếu thương nghe khẩu khí của anh thì hình như đã từng thưởng thức rồi viên hiếu thương cười ha ha nói khi còn trẻ cũng đã làm ra một số chuyện hoang đường Nhớ rõ lúc trước tôi và Nhị Ca lần đầu tiên tới Nhật Bản, Nhị Ca của tôi vừa xuống phi cơ đã nói cho tôi biết, hôm nay chúng ta là tới báo thù, đối với nữ nhân Nhật Bản nhất định phải thả giết lầm còn hơn bỏ sót, cho nên hai anh em chúng tôi hoang đường một phen ở Nhật Bản. Nhưng về sau lại phát hiện, chúng tôi không phải là đang báo thù, căn bản là đang cống hiến cho kinh tế Nhật Bản. Trương Dương và Trần Cương đều bật cười, Trần Cương nói, bất kể là như thế nào thì cũng coi như là chút được tí giận hắn châm một điếu thuốc lá lúc này nữ lang nhật bản đó mang rượu vào viên hiếu thương bảo cô ta sau khi mở rượu thì rót đầy đồ uống cho họ thì đi ra ba người cùng làm một chén viên hiếu thương nói bí thư trương tôi nghe nói lần này anh tới kinh thành gặp chút phiền toái trương dương nói còn không phải là chuyện của văn hạo nam ư nữ nhân của hắn bị bị bắt cóc tôi thông qua bằng hữu tìm được nơi hạ lạc của cô ta trước khi cảnh sát tìm được cô ta không ngờ ha ha Trương Dương cười lạnh một tiếng. Trần Cương thở dài, tôi nghe nói cảnh sát coi anh là người bị tình nghi rồi khấu lưu. Trương Dương nói, tôi không trách cảnh sát, dù sao người ta cũng không biết tôi, nhưng Văn Hạo Nam trong chuyện này khiến tôi rất lạnh lòng, tôi và hắn tốt xấu gì cũng là anh em nuôi, Văn Hạo Nam tôi cũng nhường nhịn hắn suốt, còn không phải là nể mặt cha mẹ nuôi ư, nhưng hắn không ngờ lại đối với tôi như vập, cho rằng tôi có ngày hôm nay tất cả là dựa vào nhà bọn họ giúp trần cương và viên hiếu thương liếc mắt nhìn nhau trần cương nói bí thư trương năng lực của anh mọi người đều rõ hắn nghĩ như thế nào cũng không quan trọng kệ hắn đi trương dương cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi nói tôi một lòng giúp hắn cứu người nhưng sau khi chuyện cha ra manh mối cảnh sát giã chứng tỏ sự trong sạch của tôi nhưng hắn thì nói gì hắn lại còn nói tôi trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng văn ra bọn họ muốn lợi dụng chuyện này để ra yêu cầu với gia đình họ Trần Cương vỗ vỗ đùi nói, quả thực là vô liêm sỉ, chó cắn lá động tân. chương 2015, Suối nước nóng 1 Viên Hiếu thường rót đầy rượu cho Trương Dương, bí thư Trương, tôi nói một câu không nên nói, Văn Hạo Nam cũng không coi anh như huynh đệ. Hắn không phải đang cố ý xúi dục, hắn là nói sự thật. Viên Hiếu thường luôn luôn tại chú ý tới nhất cử nhất động của Văn Hạo Nam, từ sau khi Văn Hạo Nam tới Bắc Cảng Thượng Nhiệm, hắn đã ôm cừu hận rất lớn với Văn Hạo Nam, đây không chỉ là vì văn hạo nam thay thế vị trí của đại ca viên hiếu công của hắn mà là vì văn hạo nam đã chạm đến lợi ích thiết thân của hắn lần này hắn thiết kế phan cường đối phó văn hạo nam ý đồ để bọn họ cá chết lưới rách nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục đích không thể không nói là một chuyện khiến hắn đáng tiếc khiến hắn không tưởng được là thông qua chuyện lần này ngược lại khiến quan hệ giữa trương dương và văn hạo nam hỏa vô đơn trí hiện giờ giữa hai người đã triệt để đứng ở thế đối lập Trương Dương trong khoảng thời gian này rõ ràng đang thất bại, bởi vì hắn và Sở Yên Nhiên chia tay, mất đi chỗ dựa hữu lực của Tống Hoài Minh, mà quan hệ ác liệt của hắn và Văn Hạo Nam cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảm của hắn và Văn Gia, nếu không, Trương Dương sao lại tìm hắn và Trần Cương uống rượu? Thật sự là thiên ý trêu người, Viên Hiếu Thương cho rằng rất nhiều chuyện đều là nhất định, bắt đầu từ buổi tối ngày đó Trương Dương lỡ tay giết chết Tang Bối Bối, hắn đã lâm vào một ma chú trên sự nghiệp và tình cảm đều là liên tiếp bại lui, Viên Hiếu thương tin vào số, nhưng hắn không phải là người cam tâm cúi đầu trước vận mệnh, hắn thủy chung cho rằng khi điều xấu tới thì phải làm gì đó, có lẽ sẽ có chuyển cơ giữa hắn và Trương Dương, trừ lần hủy thi diệt tích đó ra thì cũng chưa thực sự trao đổi chuyên sâu. Trước đây hắn vẫn cho rằng mình và Trương Dương là hai loại người khác nhau, Trương Dương là quan, còn hắn là tặc, cái gọi là thương nhân chỉ chẳng qua là hiện tượng giả của hắn với bên ngoài mà thôi bọn họ có thể tránh trở thành kẻ địch, nhưng tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu thành thật với nhau, thậm chí sau khi Trương Dương cứu con hắn, viên hiếu thương cảm kích hắn, thậm chí tôn kính hắn, nhưng trong lòng vẫn đề phòng hắn, tất cả phát sinh sau khi Trương Dương lỡ tay giết chết tang bối bối. Viên hiếu thương bỗng nhiên phát hiện Trương Dương và mình đã trở thành người trung đường. Người sống trên đời thực sự như đi trên băng mỏng, không cẩn thận thì sẽ biến thành một loại người khác. Trương Dương nói, phải bắt hắn rời khỏi Bắc Cảng. Khi hắn những lời này, hai mắt lộ ra sát khí âm lãnh. Trên điểm này, bất kể là Trần Cương hay là Viên Hiếu Thương đều có cái nhìn chung với Trương Dương. Trần Cương nói, Văn Hạo Nam làm việc quá mức cấp tiến, loại người như hắn căn bản sẽ không để người khác trong mắt, cho rằng người khác đều đang cầu hắn. Nhận thức trên thế giới này chỉ có hắn là chính xác, căn bản là không nghĩ tới cảm thụ của người khác. Trương Dương tuy rằng biết Trần Cương đang giáp tâm xúi dục, nhưng những lời này của trần cương quả thực đã nói chúng khuyết điểm của văn hạo nam viên hiếu thương nói tôi nghe nói người bắt cóc tên là phan cường là con nuôi của đinh cao sơn trần cương nói kể ra thì phan cường này cũng là hạng si tình vì đinh lâm mà không ngờ có thể bí quá hóa liều bất kể hắn đã làm gì chỉ chuyện này mà nói thì thằng ôn này cũng được coi là hán tử trương dương nói hắn không cao minh bằng văn hạo nam viên hiếu thương nói hai chữ cao minh là kiến nhân kiến trí trong chuyện lần này không phải so đấu ai cao minh hơn. Mà là ai vô tình hơn, bọn họ đều là bắt cóc. Trong tay Phan Cường có nữ nhân của Văn Hạo Nam, mà trong tay Văn Hạo Nam cũng đã khống chế Đinh Lâm. Nói một cách so sánh thì Văn Hạo Nam là cảnh sát, hắn chịu nhiều trói buộc hơn, theo lý thuyết thì Phan Cường chiếm ưu thế mới đúng, nhưng kết quả chúng ta nhìn thấy lại không như vậy. Trương Dương không nói gì, trong chuyện này sự kiên quyết quyết đoán của Văn Hạo Nam cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn, Văn Hạo Nam kiên quyết quyết đoán như vậy, chỉ có một giải thích, tình cảm của Văn Hạo Nam đối với Sophia không hề sâu tới mức không thể bỏ được cô ta, Văn Hạo Nam thủy chung không quên tình cảm đối với Tần Manh Manh. Trần Cương nói, Văn gia đối với chuyện lần này có phản ứng gì không? Hắn lưu ý tới biến hóa vẻ mặt của Trương Dương. Trương Dương cười nói, anh hy vọng có phản ứng gì có. Trần Cương nói, nếu là con tôi gặp phải loại chuyện này thì tôi tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục ở lại, con người ai cũng có tư tâm, văn gia có năng lực này, hơn nữa loại con cháu quan lớn giống như văn hạo nam, mục đích bọn họ xuống dưới cũng chỉ là vì rèn luyện, để dành vốn chính trị cho về sau, chứ không phải là làm việc bất chấp tính mạng. Trương Dương nói, Văn Hạo Nam là người rất cố chấp. Chưa tới phút cuối chưa thôi, nhưng hắn nếu cứ tiến về phía trước thì chính là biển lớn. Viên Hiếu thương ý vị thâm trường nói. Trần Cương nói, đã có người đưa tài liệu của nữ nhân quán ba đó tố cáo đến chỗ tôi, thì sẽ có thể tiến thêm một bước khuếch đại. Bí thư Trương, tôi thấy chuyện này nhất định không thể khinh thường. Trương Dương cầm chén rượu lên nhấp một ngụm rồi nói khẽ, theo anh thì ai có khả năng nhất làm chuyện này có khả năng nhất. Trần Cương nói, tôi thấy chuyện này rất có thể có liên quan tới thư ký của Cung Kỳ Vĩ. Trương Đại Quan Nhân đập thật mạnh chén rượu lên bàn, giang nhạc, nếu thực sự là hắn thì tôi sẽ không bỏ qua cho thằng chó này đâu. Tối hôm đó Viên Hiếu Thương An bài bọn họ ở Hòa Hy Viên, Trương Dương tới trước cửa phòng mình, một nữ triều đại viên mặc kimono mỉm cười rồi khom người nói với hắn, "Trương tiên sinh, lão bằng hữu của ngài ở suối hoa mai chờ ngoài tới." Trương đại quan nhân hơi ngẩn ra, "Bằng hữu của tôi ư?" Người hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Trần Cương và Viên Hiếu Thương, nhưng bọn họ vừa mới chia tay, theo lý thuyết thì bọn họ sẽ không muốn nói chuyện riêng với mình vào lúc này. Nữ lang Nhật Bản đó cười cười gật đầu. Trương Dương nói, "Ai thế?" cô ta sẽ nói với ngài. Trương Dương lắc đầu, mang theo sự mê hoặc theo nữ lang Nhật Bản này tới suối Hoa Mai, suối Trăng Non là một biệt thự suối nước nóng, cũng ở cùng một khu vực, có điều trước đó đã được người ta đặt rồi, đi vào trong đó thì nhìn thấy bên trong là năm suối nước nóng và nhà gỗ kiểu Nhật tạo thành, khách nhân vào ở đây có thể hưởng suối nước nóng của nơi này, nghe nói suối nước nóng Hoa Mai chất nước là tốt nhất trong hòa hy viên. Ánh trăng rất đẹp, tinh thuần không xen lẫn một chút tạp chất nào, vô thanh vô tức, giống như thủy ngân, làm cho mỗi một cành cây ngọn cỏ của nơi này đều phủ lên một tầng ánh sáng bạc. Trương Dương đi lên hành lang gấp khúc của nhà gỗ, bỏ guốc gỗ, nữ lang Nhật Bản đó mở cửa phòng về phía cười cười với hắn, ý bảo tự hắn đi vào. Trương Dương đi vào trong nhà gỗ, nhìn thấy hai nữ lang Nhật Bản đứng đó, không người chào hắn, sau đó thì chủ động giúp hắn thay áo tắm. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm, tín tổng cộng thì hôm nay ngâm ba lần rồi. Đi vào bên trong, hơi nước lượn lờ, bên trong là một suối nước nóng hình dạng hoa mai, một vị nữ lang xinh đẹp vô cùng đang ngồi trong đó, ánh mắt tươi cười nhìn chăm chú vào Trương Dương. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 217